chương 980, tiến lên sơn hà cảnh. Người đâu, trốn vào trong không gian thần khí, nhưng không gian thần khí lại ở nơi nào? Chẳng lẽ là càn khôn đại na di gì sao? Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp, khoanh chân ngồi xuống, tiếp đó cầm sơn hà thạch ở trong tay. Sau khi vào đây, phá hư cảnh vô địch như hắn cũng chỉ có thể dựa vào thất sát chấn hồn thuật và hắc tháp đến âm người, không còn phong thái vô địch nữa, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hiện tại, hắn khát vọng thực lực không gì sánh được dạo bước tiến lên Sơn Hà Cảnh, lần nữa treo đám người kia lên đánh. Từ phá hư đến Sơn Hà, đây là một biến chất, chân chính từ người phàm đến thần linh. Không nói khác, cho dù là phá hư cảnh cũng chỉ có hơn nghìn năm thọ nguyên, nhưng thần linh thì sao? Sơn Hà Cảnh tiểu cực vị liền có thọ nguyên dài đến 10 vạn năm, sau đó mỗi đề thăng một tiểu cảnh giới liền có thể có thêm 10 vạn năm thọ nguyên. Mà thằng tiến nhật nguyệt cảnh, thọ mệnh chính là lấy trăm vạn năm tính. Nên vô luận là đề thăng tiểu cảnh giới hay đại cảnh giới, đều là biến hóa cực lớn. Không nhập thần cảnh, trung quy chỉ là con kiến hôi. Bình thường mà nói, bước ra bước này cần mấy tháng, mấy năm thậm chí trên trăm năm, nhưng bây giờ có sơn hà thạch liền vô cùng đơn giản, sau khi luyện hóa liền bước vào sơn hà cảnh, chỉ là sơn hà cảnh như vậy là có hạn chế, không thể bước ra tiểu cực vị, còn cần bản thân lĩnh ngộ mới được. Lăng hàn tay cầm sơn hà thạch, bắt đầu luyện hóa. Ông, trong sơn hà thạch tuôn ra một đạo lực lượng vô danh, trực tiếp tác dụng lên đan điền, dẫn động biến hóa kỳ diệu trong cơ thể hắn. Linh hải của hắn đang khô cạn, thần thai mục nát, rất nhanh, trong đan điền của hắn liền biến thành địa phương rách nát. Trong hủy diệt xúc tích tân sinh, trong lòng lăng hàn chợt hiện lên một loại cảm ngộ, từ người phàm đến thần linh, đây là một biến chất, bởi vậy hắn cũng phải bỏ đi phàm thai. Biển rộng lui tận, còn lại một mảnh hoang vu, mà ở trong phiến hoang mạc này, chậm rãi có một tia sinh khí. Ung um, um đại địa chấn động, trong lòng đất quẩn dưỡng ra biến hóa nào đó. Lăng Hàn lấy càng nhiều tinh hoa của Sơn Hà Thạch, biến hóa này lại càng rõ ràng, rốt cục, khi hắn luyện hóa hết tảng đá này, đại địa hé ra, như xảy ra một trận địa chấn đáng sợ, tiếp đó từ dưới nền đất mọc lên một tòa, không, một khối tiêm thạch nhỏ. Oanh, Lăng Hàn chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn, khối tiêm thạch nhỏ này thả ra lực lượng mạnh mẽ, tiến hành cải tạo thân thể hắn. Đây là Sơn của Sơn Hà Cảnh, khóe miệng của Lăng Hàn hơi co quắp, này cũng quá nhỏ đi. Bất quá! Hắn chỉ là luyện hóa một khối sơn hà thạch, Chẳng lẽ muốn thoáng cái liền đạt đến tiểu cực vị trung kỳ thậm chí hậu kỳ sao? Ta hiện tại là sơn hà cảnh, Lăng Hàn đứng lên, chợt cảm giác mình rất đói, đây không phải đói bụng, mà là thân thể khát cầu với năng lượng. Hắn vội chộp tới một đống lớn linh dược, điên cuồng ăn, một bên lấy hóa thiên hoản tinh luyện càng nhiều linh dược, sau đó đổ vào trong miệng, bổ khuyết nhu cầu thân thể. Từ phàm đến thần, vượt qua bước này có bao nhiêu lớn, Lăng Hàn đã có chút hiểu, bởi vì nếu ở một ngày trước hắn nuốt những linh dược này, dù cho chỉ là một phần vạn, hắn cũng sẽ bạo thể. Nhưng bây giờ, hắn vẫn bụng đói kêu vang, dáng dấp như quỷ đói đầu thai. Thẳng đến tiêu diệt phân nửa các loại linh dược trong hắc tháp, cảm giác đói mới tiêu thất, thay vào đó là cảm giác lực lượng tràn đầy không cách nào nói ra được. Thực sự là quá mạnh mẽ, ít nhất là gấp lực lượng phá hư 20 tinh mấy trăm lần. Hưu, tiểu tháp xuất hiện, nó nhẹ nhàng dương động nói. Lấy phương thức như vậy tiến dai, người tu hành sẽ bất lợi ta biết, lang hàn gật đầu, bất quá hiện tại ta vội vã muốn đi đánh người, trước tiên như vậy, chờ sau khi trở về ta lại tu luyện lần nữa. tiểu tháp gật đầu nói, bất quá bây giờ ngươi coi như bước vào sơn hà cảnh, hắc tháp mở ra tầng thứ tư. hỏa chi nguyên, lang hàn kinh nghỉ, không sai, người ở trong hắc tháp có thể tuyên chuyển thần hỏa, rèn luyện thần hồn và thể phách, nâng cao một bước. tiểu tháp nói, không thể dùng ở bên ngoài sao? lang hàn nhướng mày, tạm thời không được. Tiểu tháp tả hữu lay động, này là ý tứ lắc đầu. Một ngày bản thể của tháp chưa khôi phục, người chỉ có thể sử dụng một bộ phận uy năng của hắc tháp, hơn nữa còn là một bộ phận rất nhỏ. Hiện tại ngươi nên đi ra ngoài độ thiên kiếp, tiểu tháp lại nói, hắc tháp rất thần kỳ, ngay cả thiên kiếp cũng có thể cắt đứt, đây thật là một không gian tuyệt đối độc lập. Lăng Hàn gật đầu, lắc mình ra hắc tháp, nhất thời, chỉ thấy tầng mây xích hồng sắc tản ra, mây đen cuộn lại, có lôi quang bạch sắc lóng lánh. Thiên kiếp sắp tới. Lăng Hàn không sợ, hắn vừa lúc mượn lực lượng thiên kiếp rèn luyện thần cốt, để thể phách tăng lên, đạt đến thần thiết cấp 2. Di, Phụ Cận, một người trẻ tuổi hiện thân, đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp đó lập tức gào to một tiếng, bắt đầu triệu hoán đồng bạn. Này là một trong nhóm bảy người trước, bọn họ không có thể tìm được Lăng Hàn, rồi lại không cam lòng bỏ qua cơ duyên này, bởi vậy, vẫn có người lưu thủ ở Phụ Cận, muốn xem Lăng Hàn có thể đột nhiên xuất hiện hay không. Thật đúng là để cho bọn họ chờ được Người nọ hơi có chút kinh ngạc, Lăng Hàn cư nhiên ở trong một ngày ngắn ngủi luyện hóa hết sơn hà thạch, hoàn thành đột phá. Bất quá, một người vừa đột phá sơn hà cảnh, có thể có bao nhiêu chiến lực. Hắn cũng không có xuất thủ, quấy dày người khác độ thiên kiếp mà nói, sẽ bị thiên địa giận chó đánh mèo, kéo vào cùng nhau độ thiên kiếp, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Hơn nữa, hắn cần gì phải gấp gáp chứ? Sau khi vượt qua thiên kiếp, Lăng Hàn nhất định sẽ bị trọng thương, đây là kinh nghiệm hắn từng trải, bởi vậy hắn càng không vội xuất thủ. Hiu hiu hiu, rất nhanh, năm đồng bạn của hắn cũng trước sau nhảy tới, thấy Lăng Hàn muốn độ thiên kiếp, không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Ngươi trốn đi chúng ta còn không tìm được ngươi, nhưng ngươi cư nhiên dại dột muốn độ thiên kiếp ở chỗ này. Vậy thì thật là tự mình muốn chết, oanh, trên bầu trời đã có tia chớp đánh xuống, Lăng Hàn ngạo nghễ mà đứng, hắn không sợ nhất chính là thiên kiếp. Bởi vì thể phách của hắn đã sớm bước vào sơn hà cảnh, mà Thiên Kiếp Huy chỉ có thể là tiểu cực vị sơ kỳ, bằng không có mấy người có thể vượt qua. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng, tia chớp một tia đón một tia đánh xuống, Lăng Hàn tắm thần lôi, chủ động tan dã phòng ngự trên thể phách, chịu đựng thần lôi rèn luyện. Chương 981, thử xem thân thủ, thần lôi không gây thương tổn được hắn, nhưng hắn chủ động tan dã thể phách lại không giống nhau, thần cốt đứt đoạn, hóa thành vô số đoạn, chịu đựng lôi đình chi lực oanh kích, thăng hoa, tăng lên sau đó mỗi lần đề thăng cảnh giới, đều phải trải qua thiên kiếp sao. Lăng Hàn thầm nói, này hoàn toàn là một loại cực hình. Mỗi đề thăng một tiểu cảnh giới, đều phải trải qua lôi kiếp, rèn luyện thể phách một lần. Tiểu tháp đáp lại, cũng chỉ có như vậy, mới có thể để thể phách của ngươi thiên truy bách luyện, bất diệt bất phôi, đồng thời, mỗi một lần rèn luyện cũng là một lần ma luyện với thần hồn. Không thể làm chút thần đan, để người ngồi tên lửa trở thành sáng thế cảnh sao. Lăng Hàn nhả rảnh hỏi. Còn có lạc thú gì?" Tiểu Tháp hỏi ngược lại, quả thực không có, Lăng Hàn cười nói, ánh mắt lóe sáng, hắn bắt đầu gây dựng lại thần thể. Lăng Hàn vận chuyển Bất Diệt Thiên Kinh, đúc lại thần cốt. Một phá một lập, chính là một lần rèn luyện, một lần bản chất tăng lên. Chỉ là quá trình này thực không dễ chịu chút nào, trong cơ thể Lăng Hàn rõ ràng có Bất Diệt chân dịch, nhưng hiện tại không thể dùng, bởi vì nhất định phải để thần cốt bị thiên kiếp rèn luyện, tẩy đi tạp chất trong đó, mới có thể để thể phách bước vào thần thiết cấp 2 điều này làm cho hắn đau đến không muốn sống cũng chỉ có đạt đến cảnh giới như hắn thần hồn vững chắc có thể tạm thời thoát ly thân thể mà tồn tại bằng không đổi lại người bình thường thân thể đổ nát vậy tự nhiên là bị chết triệt để không nên a à, tiểu tử này sẽ không vượt qua thiên kiếp chết mất chứ sáu người bên cạnh kia đều kinh ngạc thốt lên đầy mặt vẻ thất vọng bọn họ tự nhiên không thể là đau lòng lăng hàn chết mà là tiểu tử này chết bọn họ liền không thể siêu hồn được bí pháp trên người lăng hàn nhưng hiện tại thiên kiếp tàn phá, ai dám ra tay với lăng hàn chứ? Quấy dày người khác độ kiếp, là sẽ bị thiên kiếp đối xử bình đẳng. Không đúng, nếu tiểu tử này chết, sao thiên kiếp còn không tiêu tan? Có người lập tức kêu lên, đúng vậy, người chết, thiên kiếp khẳng định lập tức biến mất, làm sao còn đang kéo dài? Tiểu tử này còn chưa có chết, kha kha, không chết vậy thì tốt nhất, hiện tại tên này bị thương nặng như vậy, thể phách bị thiên kiếp xé ra, chờ sau đó chúng ta muốn đánh giết hắn dễ như trở bàn tay. Bọn họ lập tức hưng phấn, bọn họ cực kỳ sợ hãi thiên kiếp, bởi vì đây là uy hiếp mà bất luận đại năng nào cũng sợ, ngay cả sáng thế cảnh cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể ổn qua thiên kiếp. Ai vượt qua thiên kiếp không ném mất nửa cái mạng. Hai canh giờ sau, thần cốt của Lăng Hàn hoàn thành biến hóa về chất, hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh để thần cốt khép lại, hiện tại những thần cốt này đều sánh ngang thần thiết cấp 2, ở trên bản chất lại lên một cấp độ. Xương cốt định hình, huyết nhục cũng lập tức sống lại, hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ. Hắn có rất nhiều thời gian, chủ động hấp thu lực lượng Lôi Đình, bắt đầu rèn luyện Lôi Thể lần thứ hai. Nhưng lần này, hắn phát hiện mình hấp thu năng lượng Lôi Đình có hạt, không phải thể phách của hắn không đủ, mà là Lôi Động Cửu Thiên ở trên chuyển hóa lực lượng Lôi Đình có vẻ lực bất tòng tâm. Đây là một môn thần thông, nhưng phóng tới thần giới, có thể chỉ là một môn kỹ pháp phổ thông. Mới bước vào thần cảnh đã có vẻ lực bất tòng tâm. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, suy nghĩ thêm, Huyền Nguyên Tam Thức truyền thừa từ Thiên Kiếm Cung mà người mạnh nhất của thiên kiếm cung cũng chỉ là nhật nguyệt cảnh, vậy uy lực của môn kiếm pháp này cũng sẽ rất nhanh chạm tới bình cảnh, không cách nào tăng lên. Pháp thuật không phải mình sáng tạo, sẽ gặp phải lúng túng như vậy. Ở điểm này, liền không thể không khâm phục Vũ Hoàng, tự nghĩ ra thiên tử quyền pháp, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên, uy lực quyền pháp tự nhiên có thể tăng lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, quá trình này tuyệt không đơn giản, vù, trong đầu lăng hàn có ký tự màu vàng chuyển động, có chút đã biến thành văn tự, có chút biến thành đồ án. Diệt Long tinh thần mũi tên, không đúng, không phải hắn học được Diệt Long tinh thần mũi tên, mà là một thức mũi tên thuật mới. Đây mới thực sự là Diệt Long tinh thần mũi tên, một mũi tên Diệt Long, một mũi tên đánh nát tinh thần. Chỉ có bước vào thần cảnh mới có tư cách học tập thức mũi tên thuật này. Chỉ có một thức, bởi vì đây không phải là chiêu thức cố định, mà là một loại pháp môn vận chuyển lực lượng, rót lực lượng toàn thân vào mũi tên, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật trước không hiện ra, bởi vì Lăng Hàn căn bản không có bước vào thần cảnh. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, thiên kiếp đang tiêu tan, hắn lập tức trở thành thần linh chân chính, ngưng tụ thành Sơn Hà chỉ là tiêu chí của Sơn Hà cảnh, nhưng được hay không được, còn phải nhìn có thể vượt qua thiên kiếp hay không. Khi một tia chớp cuối cùng đánh xuống, mây đen trên trời cấp tốc tiêu tan, một lần nữa biến thành màu đỏ thắm. Xeo xeo xeo, sáu người kia lập tức vọt lại, hoàn toàn vây quanh hắn. Lá gan không nhỏ, lại dám luyện hóa sơn hà thạch của chúng ta. Có điều, người ở trong thiên kiếp bị trọng thương, tuy lấy linh dược chữa trị, nhưng khẳng định lưu lại hậu hoạn rất lớn. Còn không mau bó tay chịu trói, có thể thưởng cho ngươi một cái thông khoái. Sáu người đều cười gần, biểu hiện ngạo nhiên, tuy bọn họ đều là sơn hà cảnh tiểu cực vị, nhưng có hai người đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao, ba người hậu kỳ, một người trung kỳ, hơn nữa hai người đạt đến đỉnh cao còn là thiên tài nhất tinh, sức chiến đấu có thể so với trung cực vị sơ kỳ. Cái này muốn thu thập một người mới vừa bước vào sơn hà cảnh, còn không phải chờ tay sao? Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói, thực sự là chờ mong a, à, làm bao cát lâu như vậy, rốt cuộc đến phiên ta hoàn thủ. Đến đến đến, sáu người các ngươi, là dự định từng cái từng cái lên, hay đồng thời lên? Khẩu khí thật cuồng, nghĩ mình bước vào thần cảnh liền một bước lên trời sao? Thi hạo, người đi quyết định hắn. Được, một thanh niên ra tay, rất tùy ý phất tay về phía Lăng Hàn, vù, phía sau hắn hiện ra hư ảnh một ngọn núi lớn và một dòng sông, trên núi có thần văn phát sáng, nước sông cũng giống như thế. Hắn là tiểu cực vị hậu kỳ, dòng sông rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Hiện ra Sơn Hà, vậy nói rõ đòn đánh này của hắn nhìn như tùy ý, kỳ thực đã thật sự quyết tâm, bằng không hoàn toàn có thể ẩn giấu Sơn Hà đi. Hiển nhiên hắn ở thái độ là miệt thị lăng hàn, nhưng trong lòng lại không dám bất cẩn. chương 982, thiên tài Ngô tinh. Dù sao mọi người đều là tiểu cực vị, hắn tự nhiên không dám quá bất cẩn. Lăng Hàn không biết lực lượng của mình ra sao, tương tự không dám khinh thường, hắn hơi suy nghĩ, Sơn Hà cũng hiển hóa ra. Phốc, năm người còn lại đồng thời cười phun, Sơn Hà này con mẹ nó sao nhỏ quá vậy. Đánh giá cao hắn A, tuy Sơn Hà đều sẽ theo tu vi tăng lên mà lớn lên, nhưng khởi điểm thấp như thế. Tuyệt đối không có tiền đồ, ngay cả thi hạo cũng lộ ra vẻ tươi cười, mình thực sự là quá cẩn thận, đối phương chỉ vừa đột phá mà thôi, có thể phát huy ra mấy phần uy lực của Sơn Hà Cảnh. Oanh, tay của hai người đụng vào nhau, chỉ hơi chậm lại, liền thấy tay của thi hạo như sợi mì, đùng. xương gãy từ nơi bả vai đâm ra, bạch cốt óng ánh, nhuộm từng tia từng tia máu tươi, như là mã não, ngưng tụ thành hạt châu, tụ mà không tán. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Con mắt của mình có phải bị hoa không? Năm người còn lại đều dùng sức nháy mắt, hẳn là thi hạo một quyền đánh cho lăng hàn gãy xương mới đúng nhưng mặc cho bọn họ trước mắt ra sao tình cảnh trước mặt vẫn không có nửa điểm biến hóa bọn họ hít một ngụm khí lạnh lộ ra vẻ hoảng sợ cái này cần lực lượng cỡ nào thể phách gì mới có thể một quyền đánh gãy xương cánh tay của thi hạo a à, thi hạo cũng kinh ngạc đến ngây người hiện tại mới cảm giác được đau nhức kéo tới không nhịn được kêu thảm thiết thân hình liên tiếp lui về phía sau lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đến mức tận cùng lực lượng này tuyệt không phải là tiểu cực vị có thể có trung cực vị tiền kỳ có thể còn không chỉ như vậy. Sắc mặt sáu người đều rất nghiêm nghị, lực lượng đạt đến trung cực vị và sức chiến đấu đạt đến trung cực vị, đây là hai khái niệm bất đồng. Như trong sáu người, hai gia hỏa tiểu cực vị đỉnh cao, Ngư Lập Huy và Vu Phu, bọn họ đều là thiên tài nhất tinh, sức chiến đấu có thể so với trung cực vị tiền kỳ, nhưng chỉ nói lực lượng, bọn họ vẫn là tiểu cực vị đỉnh cao. Lực lượng chỉ là một bộ phận của sức chiến đấu, nhưng cũng là bộ phận quan trọng nhất, mà chỉ là lực lượng liền đạt đến trung cực vị tiền kỳ. Vậy sức chiến đấu cực hạn có thể đạt đến mức nào? Sáu người đương nhiên sợ, gia hỏa này chỉ vừa bước vào sơn hà cảnh a. Thiên tài Tứ Tinh, thậm chí thiên tài Ngũ Tinh, Lang Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn, thật không phụ hắn tu lực lượng đến phá hư 20 tinh mới đột phá, hiện tại chỉ là lực lượng liền đạt đến mức độ của thiên tài Tứ Tinh, lại thêm chân thị chi nhãn, huyền nguyên tam thức và thần thông bí pháp sẽ ra sao? Đến đến đến, chúng ta đánh thoải mái. Hắn có vẻ rất hưng phấn không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghiệm chứng thực lực của mình. Chẳng lẽ lại sợ ngươi, sáu người đều giống to, ngay cả thi hạo bị thương cũng vội dùng mấy viên đan dược, mạnh mẽ nối xương gãy, lại lấy nguyên lực gia trì, trong thời gian ngắn vẫn có thể toàn lực chiến một trận. Nhưng bọn họ tuyệt đối không phải hạng người huyết dũng, dồn dập lấy ra binh khí, không phải đao chính là kiếm, có vẻ rất chỉnh tề. Lăng Hàn cười ha ha, chủ động xuất kích, hiện tại thể phách của hắn có thể so với thần thiết cấp 2, ở trong bí cảnh này cần kiêng kỵ ai sao? oanh 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 hắn như hùng sư giết vào bầy sói sáu người lại không có dũng khí chính diện đấu với hắn dồn dập vòng tới sau hông lại đánh chém đao kiếm giật động có một thanh kiếm lại có thần văn lấp lóe này không chỉ là thần thiết chế tạo đơn giản như vậy hơn nữa còn lạc ấn thần văn nắm giữ uy năng đáng sợ thần khí đây là lần thứ nhất lăng hàn ở thần giới nhìn thấy thần khí không khỏi cảm giác mới mẻ thần khí này nắm giữ uy năng của hỏa diếm mũi kiếm thỉnh thoảng chém ra một đạo sóng lửa rất nhỏ nhưng uy lực cực lớn, Lang Hàn cố ý để chúng, trên tay liền hiện ra khói xanh, cảm giác được một tia nóng rực. Cũng chỉ là nóng rực mà thôi, dù lấy thể phách thần thiết cấp một lúc trước cũng chưa chắc có thể thương tổn được, huống chi là hiện tại. Nhưng nếu đẳng cấp thần khí cao hơn thì sao? Lang Hàn âm thầm gật đầu, cho dù thể phách của hắn cường hãn cũng không thể quá mức bất cần, dù sao cảnh giới của hắn bây giờ còn thấp. Hắn thử lấy ra Hóa Thiên hoản, xem có thể thu lấy thần khí này hay không. Vù trên hóa thiên hoàn cũng có từng đạo từng đạo thần văn phát sáng tự động bay lên không cùng thần khí kia đối lập không phân cao thấp lang hàn không khỏi thở dài xem ra cấp bậc của hóa thiên hoàn cũng chỉ như thế bởi vì thu không được thần binh này nói rõ phẩm chất của nó chỉ là thần khí cấp một mà thôi cũng đúng nếu như quá mạnh mẽ hắn sao có thể vận chuyển được ở tiểu thế giới gia sản của lang hàn vô cùng thâm hậu hóa thiên hoàn chú bình thứ nào lấy ra không khiến người đỏ mắt nhưng hiện tại đến xem đây đều chỉ là thần khí cấp 1, ở thần giới thuộc về lót đáy. Lăng Hàn triển khai huyền nguyên tam thức, lôi động cửu thiên cùng bí pháp, phân tích sức chiến đấu của mình. Nếu như không vận chuyển võ kỹ gì, chỉ bằng lực lượng oanh kích, sức chiến đấu của hắn là thiên tài tứ tinh, nhưng nếu vận chuyển lôi động cửu thiên, huyền nguyên tam thức hay tùy ý một môn bí pháp, sức chiến đấu của hắn vẫn là tứ tinh, không thể bước vào cấp độ ngũ tinh. Chỉ có hắn trồng chất mấy môn thần thông, sức chiến đấu của hắn mới rốt cục sông lên ngũ tinh. Điều này cũng có thể thấy được, ở thần cảnh muốn vượt cấp chiến đấu là khó khăn cỡ nào, mà Lăng Hàn cũng đồng thời vui mừng, mình kiên cố để lực lượng thẳng tiến đến phá hư 20 tinh, bằng không hiện tại sức chiến đấu của hắn nhiều nhất chỉ tứ tinh. Có điều, còn chưa thử qua chiêu trung cực của diệt long tinh thần mũi tên. Lăng Hàn thầm nói, hắn cũng không có dự định thí nghiệm, mũi tên này sẽ bắn ra lực lượng toàn thân, phỏng chừng hắn bắn ra một mũi liền phải khôi phục rất lâu. Hơn nữa, thực lực 6 người này quá yếu, cũng thí nghiệm không ra uy lực cực hạn, Vậy thử chú Bình xem, lang Hàn phân biệt oanh tổn thương 6 người, đỏ máu tươi của bọn họ vào trong chú Bình, kết quả bị hắn chú chết một cái, hai cái nát tay nát chân, còn sót lại ba cái thì chỉ đầu váng mắt hoa, không có ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên, giống hóa thiên oản, đều thuộc về thần khí, nhưng thần khí cấp thấp. Không lãng phí thời gian với các ngươi, lang Hàn tăng sức chiến đấu lên, giết chết hai người nát tay nát chân, một kiếm đánh chết người thứ ba, liền chỉ còn lại hai đối thủ tiểu cực vị đỉnh phong chương 983, cái quỷ gì? Hai người này nhìn nhau một cái, đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ, dồn dập quay người bỏ chạy, hơn nữa phân hai phương hướng khác nhau. Hắc, lang hàn đánh thất sát chấn hồn thuật, người bên trái hơi ngưng lại, bị hắn đuổi theo, phúc địa ấn oanh qua, nhất thời trực tiếp đánh nổ thức hải. Nhưng chỉ nháy mắt như thế, người bên phải đã chạy ra xa trăm trường. Lang hàn lấy cung tên, phát động diệt long tinh thần mũi tên, xèo, một mũi tên bắn nhanh hắn cũng không có sử dụng mũi tên trung cực nhưng mũi tên này vẫn cực kỳ đáng sợ mà người chạy trốn kia căn bản không có dũng khí quay đầu lại chiến một trận chỉ biết thoát thân thì làm sao có thể trốn được phốc mũi tên vào thể trực tiếp thấu tâm mà qua người kia kinh ngạc xoay người lại muốn nói cái gì oanh nhưng toàn bộ lồng ngực đột nhiên nổ tung chớp mắt liền chết lợi hải lang hàn đi tới nhặt mũi tên lên đây là mũi tên của sát thủ ám dạ đường trước hắn không có phát hiện trên mũi tên còn có thần văn tăng lên lực sát thương rất lớn may nhờ thể phách của hắn đủ mạnh bằng không lúc đó hắn bị mũi tên xuyên thấu thân thể hiện tại liền không có cơ hội đứng ở chỗ này đây là một bài học quyết không thể coi thể phách của mình mạnh mẽ mà bất cần bằng không chính là tự đào hố chôn mình lang hàn thầm nói hắn thu không gian linh khí của sáu người lại còn có mấy trăm khối chân nguyên thạch đây là một chút tiền nhỏ mà để hắn cao hứng chính là còn có ba khối linh nhục cuối cùng còn có hai khối sơn hà thạch. Chẳng trách nhiều người thích giết người đoạt bảo như vậy, xác thực, vất quá nhanh a. À. Có điều, người có thể giết người, người khác cũng có thể giết ngươi, quả báo khó chịu. Ta sẽ không chủ động đi cướp người khác, nhưng ai không có mắt có ý đồ với ta, vậy liền. Ha ha, còn có thanh thần kiếm kia, rất hợp tay, chỉ là hắn không dám dùng ở nơi này, bằng không chính là đang nói tổ bảy người trước là chết ở trong tay hắn. Tuy mọi người đều biết trong bí cảnh khó tránh khỏi giết chóc, nhưng cũng không thể kiêu căng đến mức độ như thế sau khi trở về lại dùng lăng hàn tỉ mỉ so sánh phương hướng trong này không có nhật nguyệt phương hướng kỳ thực là đối lập ở trong vô số năm thăm dò bị người xác định ra trước hắn đã ghi nhớ địa đồ của thủy nhạn ngọc bởi vậy so sánh địa hình một chút hắn liền bước về xích hồ ô ô ô cũng không lâu lắm chỉ nghe tiếng khóc thăm thẳm từ trong rừng rậm truyền ra thật giống như quỷ khóc lăng hàn dùng mình trong bí cảnh cái gì lung ta lung tung quái vật không thể tưởng tượng nổi đều có thể xuất hiện, nên xuất hiện một con quỷ cũng không kỳ lạ. Hiếu kỳ hại chết mèo, lá gan của hắn rất lớn, lòng hiếu kỳ lại nặng hiếm thấy, không nhịn được liền men theo tiếng khóc, thân hình nhẹ nhàng, còn lấy ra thanh thần kiếm kia, cẩn thận từng ly từng tí. Hắn đi tới bên rừng rậm, nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ, chỉ thấy phía trước có một bạch y nhân đang khóc thút thít, mà càng dọa người chính là, nàng lại không có đầu. Thực sự là quỷ, lang hàn nắm chuôi kiếm, cả người có một cảm giác lạ lạ, không phải sợ sệt, mà là hưng phấn. Hắn vẫn chưa có chém quỷ lần nào a à. Vèo, hắn phi thân lên, một kiếm chém tới. Hả, bạch y nhân kia đột nhiên ngẩng đầu. Ai nói nàng không có đầu, chỉ là vừa nãy chôn đầu quá thấp, hai tay lại ôm cổ, chỉ có thể nhìn thấy vài vóc màu trắng, ngay cả cổ cũng không nhìn thấy, cho nên mới lầm tưởng nàng không có đầu. Cửu quận vương, hồ phỉ vân, thiếu nữ này đầy mặt đều là nước mắt, trên mặt mang theo vẻ mê man, cho đến khi ánh kiếm làm lóa mắt, mới đột nhiên mở miệng nhỏ, lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng thậm chí ngay cả bản năng tránh né chống đỡ cũng không có. Lăng Hàn đã không thể thu kiếm, lúc này chỉ có thể dùng lực đẩy một cái, mũi kiếm sát bên trái của Hồ Phỉ Vân, kinh phong xẹt qua, để tay áo của nàng phấp phới. Phốc 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 phốc, kiếm mang đảo qua, phía sau Hồ Phỉ Vân, chỉ ít trăm cây đại thụ bị chặt đứt, ầm 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 ngã xuống. Hồ Phỉ Vân ngừng một hồi, sau đó đột nhiên nhảy lên, cuối cùng phản ứng lại. Nàng xoa xoa nước mắt, nước nở nói. Ngươi, tại sao ngươi muốn chém ta? Trên khuôn mặt đều là vẻ oan ức. Cái này, Lăng Hàn nghe răng nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là quỷ. Người ta không phải quỷ. Hồ Phỉ Vân vội vàng lắc đầu, nhưng lập tức lộ ra vẻ sợ sệt hỏi. Nơi này có quỷ, nàng sợ đến run cầm cập. Lăng Hàn thực không cách nào tưởng tượng. Một tiểu cô nương như thế lại có thể ngồi lên vị trí cửu quận vương, để tả hữu tướng, bảy đại tướng đều kính nể. Hắn cười ha ha nói, hẳn là không có, vậy thì là khả năng có. Hồ Phỉ Vân rất yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Coi như có quỷ, vậy cũng không có gì đáng sợ. Lăng Hàn cười nói, có câu không làm việc đuối lý, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. a à, không cần nói, nhưng Hồ Phỉ Vân lại sợ đến khuôn mặt trắng bệch người ta cho mấy vị tỷ tỷ uống linh dịch có thuốc sổ, sẽ bị quỷ quấn lấy, ô ô ô. Lăng Hàn không khỏi cạn lời, chỉ có thể trấn an nói. Không có chuyện gì, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, còn chưa đủ để quỷ nhìn chằm chằm ngươi, ngươi cho rằng mỗi con quỷ đều rất nhàn dỗi sao? Làm sao ngươi biết quỷ nhàn hay không nhàn, ngươi gặp quỷ rồi sao? Hồ Phỉ Vân một bên sợ đến run cầm cập, một bên lộ ra vẻ tò mò. Lăng Hàn có chút phát điên, vội vã bỏ qua cái đề tài này, nói: "Cửu quận vương, sao ngươi lại ngồi khóc ở đây một mình? Ba hộ vệ của ngươi đâu?" Bị hắn hỏi như vậy, Hồ Phỉ Vân lập tức khóc lên, khóc thút thít nói: "Các nàng thính cần, vận dung đều chết rồi." ô ô ô, đều là bảo vệ ta, mới bị ác thú kia ăn đi. Lăng Hàn cả kinh, lấy loạn tinh nữ hoàng ân sủng với cửu vương, phái ra ba nữ về kia không chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao, khẳng định còn lấy bí pháp tăng lên tới trình độ thiên tài tam tinh, tứ tinh, sức chiến đấu có thể so với trung cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Nhưng ba người liên thủ đều không địch lại, vậy con ác thú kia mạnh bao nhiêu? Chí ít cũng là sức chiến đấu của đại cực vị, thậm chí là hậu kỳ, đỉnh cao, bằng không không thể để ba về kia một cái cũng không thể chạy thoát. Nhân vật như vậy ngay cả Lăng Hàn thấy cũng chỉ có trốn, thần thiết cấp 2 bị sức chiến đấu của đại cực vị oanh kích, vẫn sẽ có khả năng bị phá hỏng. Mà thần hồn của hắn không có tăng lên rõ ràng, thất sát chấn hồn thuật phỏng chừng cũng không có tác dụng. chương 984, Đấu Yêu lang Thượng Đây là chức trách của các nàng, hiện tại ngươi không có chuyện gì, các nàng cũng có thể yên nghỉ. Lăng Hàn an ủi, ô ô ô, nhưng mà người ta vẫn rất thương tâm. Hồ Phỉ Vân lau nước mắt nói, được rồi, được rồi, lại khóc liền không đẹp nữa. Lăng Hàn cũng không am hiểu an ủi người, hơn nữa, so sánh với hổ nữ, hồ phỉ vân càng như một đứa bé, hổ nữ mới là đại nhân. Có điều, câu nói này lại bắn trúng chỗ yếu của hồ phỉ vân, nàng vội lau khô nước mắt, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, không cho nước mắt lại chảy xuống. Nàng lấy ra một chiếc gương, soi mình, khuôn mặt nhỏ oan ức, thật giống như lại muốn khóc lên. Quả nhiên biến dạng, không xấu, không xấu, đẹp vô cùng. Lăng Hàn vội lấy thức ăn đưa tới đến, ăn một chút gì đi, nếu như hổ nữ, khẳng định mặt mày hớn hở, cái gì cũng ném qua sau đầu, nhưng vị cửu quận vương này lại không phải kẻ tham ăn, biểu hiện không để chấn chút nào. Vậy ngươi liền chờ ở đây, đợi thời gian đến tự nhiên có thể đi ra ngoài. Lăng Hàn nói, không được, hồ phỉ vân vội nhảy lên, nắm lấy góc áo của hắn. Người ta sợ, người ta không muốn một mình, vô cùng đáng thương, phảng phất một cô bé đang làm nũng vậy. Lăng Hàn thật có chút không cách nào tưởng tượng, một người như vậy tương lai có thể trở thành cường giả siêu cấp quát tháo phong vân. Nhưng bát phương đều trước sau bước vào tinh thần cảnh, dựa theo thông lệ, nàng cũng sẽ không ngoại lệ. Được rồi, người theo ta đi, lang hàn gật đầu, hắn không chịu được cặp mắt giống như biết nói kia của hồ phỉ vân. May là nữ nhân này thuộc phái ngây thơ, bằng không nếu như là loại hình quyến rũ, vậy phối hợp đôi mắt kia tuyệt đối có thể mê chết người. Cũng còn tốt, đến xích hồ liền có thể ném nàng cho thủy nhạn ngọc. Lúc này Hồ Phỉ Vân mới thở phào nhẹ nhóm, nhưng làm sao cũng không chịu buông góc áo của Lăng Hàn, một bộ sợ hắn chuồn mất. Lăng Hàn thở dài, mang theo cái đuôi này lên đường, cũng còn tốt, bọn họ cách xích hồ cũng không xa, chỉ có một ngày hành trình. Xích hô, xích hô, bọn họ đi một đoạn đường, phía trước có một đường núi gập ghềnh, có tiếng thú thét khiếp người vang vọng ở trên đỉnh núi, thật giống như tuyên cáo sự thống trị của nó. Là con ác thú kia, Hồ Phỉ Vân nhất thời sợ đến nép về bên người Lăng Hàn không nên đi qua ngươi cũng sẽ bị nó ăn ngươi không thể nói lời dễ nghe một chút sao lăng hàn suy nghĩ một chút mới nói mục tiêu của chúng ta chỉ là thông qua nơi này vì lẽ đó không cần gây xung đột với con yêu thú kia lặng lẽ thông qua là được hồ phỉ vân vội vàng gật đầu lá gan của nàng thực rất nhỏ nơi này núi đá liên tiếp đúng là thiên nhiên công sự bọn họ một đường dùng tảng đá yểm hộ thông qua ngọn núi này ở lúc rời đi lăng hàn nhìn thấy một kỳ thú ở trên ngọn núi hình như lang nhưng mọc ra một đôi cánh to lớn màu đen, còn có ba cái đầu, phân ba màu kim, ngân, hồng, cực kỳ quái dị. Cho dù cách xa như vậy, Lăng Hàn ngưng lại vẫn khiến con yêu thú kia phản ứng, có một cái đầu sói nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Nó cũng không có hành động, nhưng bên người có một con yêu lang bay lên, bộ dáng sấp xỉ nó, nhưng nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có hai cái đầu, một ngân một đỏ, hơn nữa đầu ngân nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng một nửa đầu hồng. Xong đầu lang bay về phía hai người lăng hàn, Phía sau có hư ảnh hai ngọn núi, một dòng sông. Hai ngọn núi, một dòng sông, sơn hà cảnh cực vị trung kỳ. Song đầu lang chính là trung cực vị, tam đầu lang chính là đại cực vị, nhân vật như vậy ngay cả Lang Hàn cũng không cách nào đối đầu, thậm chí ngay cả thần thể của hắn cũng có thể bị xé nát. Chẳng trách, ngay cả ba hộ vệ mà loạn tinh nữ hoàng cố ý phái cho Hồ Phỉ Vân cũng bị diệt, vì con đại yêu kia xác thực quá mạnh mẽ. Có điều, trung cực vị trung kỳ, Lang Hàn cũng không trốn chỉ có chiến ý vô tận. Người ta mọc cánh, hơn nữa còn là trung cực vị, nếu như không có người kiềm chế, chuyện này làm sao trốn. Lăng Hàn còn có hắc tháp, bởi vậy hắn không có hoang mang, mà lấy ra cung tên. Yêu thú cường đại như thế, vừa vận dùng để thử uy lực của diệt long tinh thần mũi tên. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ a? À? Hồ Phỉ Vân gấp đến độ xoay quanh, nhưng nàng rất nghĩa khí, không có bỏ lại Lăng Hàn chạy trốn, đương nhiên cũng có thể nàng gấp choáng váng, đã quên chạy trốn. Lăng Hàn vận chuyển chân thị chi nhãn, khóa chặt một cái đầu của nó, sau đó mở cung, hàm nghĩa của chiêu thức lưu chuyển ở trong lòng, hắn tụ tinh khí thần ngưng chú lên mũi tên. Vù, thần văn trên mũi tên phát sáng, không có thấy máu liền kích hoạt rồi. Thần văn này cực kỳ đặc thù, chỉ có thấy máu mới sẽ kích hoạt, bùng nổ ra uy năng khủng bố, ngay cả thần thể cũng có thể nổ tung, không bị nguyên lực chân áp. Nhưng hiện tại Lăng Hàn toàn lực rót vào, lại sớm phát sáng. Trong lòng của Lăng Hàn không còn ý niệm khác, trong mắt cũng không nhìn thấy cảnh vật khác, chỉ có con yêu lang bay nhào mà tới kia. Xèo, hắn bắn ra một mũi tên, nhất thời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra, cả người thoát lực, mồ hôi như suối lăn xuống. Nếu không phải thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, phỏng trừng hiện tại đã đặt mông ngồi trên mặt đất. Một mũi tên cuối cùng, rót hết tinh khí thần của hắn vào mũi tên bắn ra. Uy lực bao nhiêu, soạt, mũi tên phá không, nhanh như một đạo lưu tinh. Yêu lang kinh hãi, muốn đập cánh tránh né, nhưng á đã muộn, phốc. Mũi tên bắn vào mắt trái của đầu đỏ, cắm thẳng tới chuôi. Đùng, cái đầu này của nó nổ tung, nhất thời, ngọn lửa màu đỏ thắm dày đặc trên bầu trời, trong cổ nó phun ra lửa cháy hừng hực, thậm chí còn phun đến cái đầu khác, đau đến con yêu lang này kêu quái dị, không ngừng đập hai cánh. Không chết, điều này là bởi vì còn có một cái đầu khác sao? Đối phó yêu thú như vậy, nhất định phải chém xuống ba cái đầu mới có thể giết chết sao? sức sống của con yêu lang này quá mạnh mẽ đầu lâu sót lại hung quang sáng quắt nhìn chằm chằm lăng hàn tỏa ra vẻ cừu hận lang hàn cài tên con yêu lang kia lệ kêu một tiếng đột nhiên xoay người mà bay trốn về trên đỉnh núi lang hàn đùng một cái ngồi trên mặt đất hắn nào còn lực lượng bắn mũi tên thứ hai vừa nãy chỉ là làm dáng một chút không nghĩ tới con yêu lang này thông minh có chút cao kết quả ngược lại mắc mưu bằng không đổi thành yêu thú khác vậy căn bản không sợ sinh tử Quản ngươi mạnh hơn bao nhiêu?" Trước tiên giết tới lại nói. Chương 985, đấu yêu lang hạ. Hắn chỉ cảm thấy cả người không còn một chút xíu khí lực, bất kể là thể lực hay nguyên lực đều bị lấy hết sạch. Uy lực của một mũi tên cuối cùng xác thực rất lớn, nhưng đánh đổi là lực lượng suy kiệt trong nháy mắt. Lấy lực lượng trung cực vị tiền kỳ thường quy của Lăng Hàn, lại trong nháy mắt đánh ra toàn bộ, dựa vào thần uy, cuối cùng đạt đến lực phá hoại trung cực vị hậu kỳ, bằng không mũi tên này tuyệt đối không thể kiến công vượt qua lục tinh, Lăng Hàn vô cùng hài lòng, thiên tài ngũ tinh chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi, nhưng hắn có thể đạt đến lục tinh, tuy trong đó cũng có tác dụng của bản thân thần tiến, nhưng hiện tại hắn chỉ vừa bước vào tiểu cực vị, nếu như mài rúa cảnh giới một chút, vậy coi như dùng tên phổ thông cũng có thể bắn ra lực phá hoại lục tinh. Ngang, thấy tiểu yêu bị thương, còn đại yêu kia giận tím mặt, ba cái đầu ngửa mặt lên trời gào thét, dù cho cách xa như vậy, Lăng Hàn và Hồ Phỉ Vân cũng cảm giác được lực áp bách đáng sợ. Phù phù soạt, nó vỗ cánh lên, giết tới hai người lăng hàn. Chỉ phất cánh một cái, tốc độ lại như điện quang. Đừng nói hiện tại lăng hàn cực kỳ suy yếu, dù hắn ở thời điểm toàn thịnh lại bắn một chi diệt long tinh thần tiến cũng không biện pháp, dòng giá áp chế hai tiểu cảnh giới, chỉ ít hợp ninh tinh tuyệt không người có thể đối kháng. Trong nháy mắt, lăng hàn nhất định phải làm ra lựa chọn. Không nên chống cự thần thức của ta bao vây, lăng hàn nhìn hồ phỉ vân quát lên, hắn vẫn rất có hảo cảm với vị cửu quận vương này, một người ngây thơ thiện lương huống hồ còn có ân huệ tặng đan hắn không thể trơ mắt nhìn đối phương chết vào miệng của yêu lang lúc này hồ phỉ vân lại còn hướng về hắn nguyết một cái oan ức nói tại sao ngươi muốn hung ta lang hàn nào còn có thời gian giải thích thần thức vội vàng tuôn ra bao vây hồ phỉ vân oanh thần thức của hắn bị gảy trở về đây là gặp phải chống lại như vậy lại muốn bao vây đối phương chỉ có một biện pháp chính là lấy thất sát chấn hồn thuật đánh ngất đối phương lại thu vào hắc tháp cũng được, làm cho nàng không rõ vì sao, bằng không lấy lòng giả của nàng bảo đảm răm ba câu liền bị người dụ ra hết bí mật. Lăng Hàn lập tức phát động tinh thần xung kích, cũng không nghĩ đến trên người Hồ Phỉ Vân lại có một vầng sáng hồng nhạt di động, chấn thần thức của hắn trở lại. Đồng thời, một luồng khí thế đáng sợ từ trên người Hồ Phỉ Vân giật động mà ra, để Lăng Hàn trong nháy mắt cảm giác mình nhỏ bé như một con run dế. Khí thế này, có chút quen thuộc, loạn tinh nữ hoàng, nhất định là loạn tinh nữ hoàng làm bí thuật gì ở trên người nàng, bảo vệ thần thức của nàng. Chỉ là hiện tại cái này không phải thành giúp đỡ sao. Oanh, tốc độ của con đại yêu kia nhanh bực nào, trong nháy mắt đã đuổi theo, ba cái đầu phân biệt nhìn chằm chằm lăng hàn và hồ phỉ vân, há miệng, trong cái đầu màu vàng bắn ra mấy chục đạo kim quang. Ngân đầu phun ra sợi tơ màu trắng, hình thành một chiếc võng, sợi tơ tỉ mỉ, tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, Phòng chừng cắt chúng một cái, cả người sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Cuối cùng đầu hồng phun ra hỏa diếm, nhiệt độ cực cao, phỏng chứng ngay cả thần thiết cấp một cũng có thể thiêu tan. Lúc này, Lăng Hàn cũng không có lựa chọn, chỉ có thể một mình trốn vào trong hắc tháp, bằng không chính là hắn và Hồ Phỉ Vân cùng chết, vậy thực sự là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng trong nháy mắt hắn muốn trốn đi, lại nghe Hồ Phỉ Vân hừ một tiếng. Âm thanh kỳ lạnh, tràn ngập uy thế của kẻ bề trên. Oanh, công kích đầy trời nhất thời biến mất sạch sẽ, mà con yêu lang kia càng thẳng tắp rơi xuống, không nhúc nhích, thật giống như bị hù chết. Lăng Hàn chấn kinh đến nhìn Hồ Phỉ Vân, tiếng hừ lạnh kia tuyệt đối không phải của Hồ Phỉ Vân, mà là của Loạn Tinh Nữ Hoàng. Khẳng định không sai, vị nữ hoàng kia quá mức chói mắt, dù là ai chỉ cần gặp nàng một lần, nghe nàng nói chuyện thì sẽ không bao giờ quên phong thái và thanh âm của nàng. Để Lăng Hàn không rõ chính là, Loạn Tinh Nữ Hoàng là làm sao mượn tay của Hồ Phỉ Vân xuất thủ, chỉ một tiếng hừ lạnh liền ép một Yêu Lang Sơn Hà cảnh đại cực vị. Lấy thực lực tinh thần cảnh đại viên mãn của Loạn Tinh Nữ Hoàng, muốn chân áp một yêu thú chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị tự nhiên là chuyện dễ dàng. Nhưng vấn đề là, hiện tại vị nữ hoàng này không biết cách đây bao xa. Nàng là lưu lại một tia ý thức ở trên người hồ phỉ vân sao? Hay là bí pháp nào đó? Lăng hàn thầm lắc đầu, chỉ ít hắn biết, thần giới không có bí pháp như vậy. Bằng không, tả tướng cần gì phải tìm đường phong, trực tiếp ra chỉ thần thức lên người ái nữ, ở đây không phải như dẫm trên đất bằng sao. Nhưng hắn có thể khẳng định, Vừa nãy nhất định là Loạn Tinh Nữ Hoàng ra tay, có thể trở thành một trong tam đại bá chủ của Hợp Ninh Tinh, Loạn Tinh Nữ Hoàng quả nhiên danh bất hư truyền, nắm giữ thực lực người thường không có. Lúc này, Hồ Phỉ Vân quay đầu lại liếc nhìn hắn, rõ ràng là khuôn mặt đồng nhất, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác nhau, tràn ngập uy thế kẻ bề trên, để hô hấp của Lăng Hàn Đình trệ, trên trán tuôn ra mồ hôi lạnh. Đây tuyệt đối không phải Hồ Phỉ Vân, mà là Loạn Tinh Nữ Hoàng. Hoặc nói, là Loạn Tinh Nữ Hoàng chi phối thân thể trong con người của hồ phỉ vân lướt qua một đạo hàn quang nhất thời sát ý hóa thành thực chất xé rách không gian bốn phía nhưng nàng do dự một chút trung quy không có ra tay chỉ trong nháy mắt uy thế đáng sợ kia liền biến mất sạch sành xanh ồ con ác thú này chết như thế nào hồ phỉ vân đột nhiên kêu lên trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng không rõ lang hàn ngẩng đầu nhìn chỉ thấy dáng dấp của hồ phỉ vân ngây thơ tựa hồ căn bản không nhớ rõ chuyện đã xảy ra vừa nãy Quái lạ, đột nhiên Lăng Hàn cảm thấy, có khả năng cửu vương không phải cùng loạn tinh nữ hoàng có quan hệ tình như tỉ muội đơn giản như vậy, mà có ràng buộc rất sâu, càng có khả năng cất giấu bí mật lớn gì, vì lẽ đó vừa nãy loạn tinh nữ hoàng có dự định giết hắn diệt khẩu, nhưng cuối cùng không ra tay. Đương nhiên, nếu như nàng ra tay, Lăng Hàn cũng có thể trốn vào trong hắc tháp. Lăng Hàn, người giết con ác thú kia, Hồ Phỉ Vân nhìn về phía Lăng Hàn, trong mắt to tràn ngập cảm động. Quá tốt rồi, người báo thù cho các nàng thính cần, vận dung rồi. Nàng vô cùng kích động, nắm lấy tay Lăng Hàn rồi liên tục đong đưa cánh tay. chương 986, Xích Hồ, đáng thương cho Lăng Hàn, hiện tại lực lượng chưa khôi phục, bị nàng lay động đến đầu óc choáng váng. Đừng kích động, đừng kích động, còn có một cái A. À. Lang Lăng Hàn vội vàng nói, Hồ Phỉ Vân nhất thời sợ hết hồn, vội vàng nhìn trên đỉnh núi, có vẻ sợ hãi rụt rè. Nhưng con yêu lang nhỏ kia thấy Hồ Phỉ Vân phát huy, hơn nữa hiện tại nó mất một cái đầu, thực lực rơi xuống tiểu cực vị trung kỳ, thấy hồ phỉ vân nhìn sang, còn tưởng nàng muốn ra tay với mình, thì vội vã vỗ cánh bỏ chạy. Hồ phỉ vân thở vào một cái nói, cũng may người giết chết đại ác thú, hiện tại con tiểu ác thú cũng sợ ngươi rồi. Là sợ ngươi thì có, lăng hàn thầm nói, nhưng không có tranh luận, ta khôi phục lực lượng một chút, chờ sau đó lại xuất phát. Ừ, hồ phỉ vân vội vàng gật đầu, một bộ ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Hàn lấy đan dược ra dùng, hiện tại hắn không có công pháp cấp bậc sơn hà cảnh không cách nào chủ động lấy linh khí đến gia tốc quá trình này chỉ có thể bị động chờ nguyên lực khôi phục ngược lại là thể lực dễ làm nghỉ ngơi một chút liền khôi phục thất sách không có sớm chuẩn bị một môn công pháp sơn hà cảnh hắn lấy ra một khối chân nguyên thạch dùng phương thức gần như bản năng hấp thu linh khí trong đó tuy không đủ nhanh nhưng dù sao cũng hơn cái gì cũng không làm qua ba canh giờ hắn mới hoàn toàn khôi phục nguyên lực hồ phỉ vân đương nhiên sẽ không đi thu linh nhục sự tình đẫm máu như vậy nàng làm sao có thể làm huống hồ sơn hà thạch hiếm thấy nhưng linh nhục đối với nàng mà nói khẳng định không ngạc nhiên lang hàn không khách khí lấy linh nhục ra lớn bằng ngón út mùi thơm ngát mê người đi thôi hai người tiếp tục lên đường chạy về xích hồ non nữa ngày sau phía trước xuất hiện một hồ nước màu đỏ toàn bộ mặt hồ không có một tia sóng gợn thật giống như dòng máu đọng lại lại như một khối tinh thạch màu máu đây chính là xích hồ sao còn không bằng gọi huyết hồ hồng tinh hồ lang hàn nhổ nước bọt nói hắn và hồ phỉ vân cũng không phải người thứ nhất đến bên hồ có rất nhiều người ngồi xếp bằng có người thì bước về giữa hồ ở trong hồ bốn phương hướng đều có từng tảng đá nổi lên mặt nước hình thành con đường không tính quá chỉnh tề lan tràn về giữa hồ mà trung tâm bốn đường là một hòn đảo nhỏ bộ phận lộ ra mặt nước của những tảng đá này đều được cắt rất chỉnh tề mỗi một khối cách xa nhau khoảng một trượng mọi người đều dẫm lên tảng đá, sau đó phóng về tảng đá phía trước. Khoảng cách một trường, đối với võ giả mà nói hẳn là chút lòng thành, nhưng hiện tại thật giống như cực kỳ vất vả, mỗi người nhảy về phía trước đều thở hồng hộc, trên trán có mồ hôi chảy ra. Phù phù, có người rơi vào trong hồ, nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng bơi về bờ, chỉ thấy toàn thân hắn đã máu thịt be bét, thật giống như hồ nước này có lực lượng ăn mòn mãnh liệt. Người kia vừa ăn đan dược vừa vận chuyển công pháp, nhưng thịt trên hai chân hai tay vẫn từng khối từng khối rớt xuống, lộ ra xương màu trắng, thậm chí xương cũng hiện ra dấu hiệu tiêu tan. Nhưng tốt xấu vẫn ngừng lại, bất quá người cũng hoàn toàn thay đổi, trên mặt, ngực, bụng tất cả đều là lỗ máu, có thể rõ ràng nhìn thấy đầu óc, trái tim, ổ bụng. Vô cùng đáng sợ, lang hàn, thủy nhạn ngọc phát hiện hắn, bước nhanh tới, lộ ra vẻ như chút được gánh nặng nói. Người rốt cục đến rồi, lang hàn gật gù nói, đây là đang làm gì? trung tâm xích hồ có một đảo nhỏ tổng cộng có bốn đường có thể đi tới chính là những tảng đá lộ ra mặt nước kia có điều trên tảng đá có trọng lực kinh người càng về phía trước trọng lực lại càng lớn thủy nhạn ngọc giải thích lúc này nàng mới nhìn thấy hồ phỉ vân liền vội vàng hành lễ bái kiến cửu quận vương điều này làm cho trong lòng nàng hơi kinh nhìn thấy lăng hàn bình an vô sự nàng lại kích động như vậy ngay cả cửu quận vương cũng không nhìn hồ phỉ vân khoát tay áo nói miễn lễ có vẻ lấm lấm liệt liệt, nhưng Lăng Hàn là nói, trên hòn đảo kia có sơn hà thạch sao? Không sai, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, tuy mỗi địa phương trong bí cảnh đều có thể có sơn hà thạch, nhưng xích hồ là nhất định sẽ có, hơn nữa còn là sơn hà thạch có thuộc tính đặc thù. Hả, vậy sơn hà thạch trong này có thuộc tính đặc biệt gì? Ánh mắt của Lăng Hàn sáng lên, siêu trọng lực, Thủy Nhạn Ngọc nói, Lăng Hàn gật đầu, vậy nhất định phải lấy mấy khối. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi lắc đầu nói, không nói đến giữa hồ vô cùng khó khăn coi như thành công vậy một lần chỉ có thể lấy một khối sơn hà thạch mà đi lần thứ hai người tao mộ trọng lực sẽ tăng lên rất nhiều một lần so với một lần lợi hại coi như người thành công lấy một khối cũng cực nhỏ cực nhỏ huống chi là mấy khối có điều nếu vận may của ngươi đủ tốt trên thềm đá có lúc cũng sẽ xuất hiện sơn hà thạch phổ thông lăng hàn nhoẻn miệng cười nói ta không phải người bình thường thủy nhạn ngọc nhất thời lật lên một cái khinh thường quyến rũ chưa từng thấy người ra mặt dày như thế. Nhưng Hồ Phỉ Vân lại gật đầu không ngớt, nàng cho rằng tam đầu lang là lang hàn giết chết, tự nhiên đối với hắn kinh như gặp thiên nhân, có tín nhiệm mù quáng. Ngàn vạn lần phải cẩn thận, tuy Thủy Nhạn Ngọc không ưa lang hàn hả hê, nhưng vẫn nhắc nhở. Người cũng nhìn thấy, trong hồ nước tràn ngập lực lượng ăn mòn, người cũng bị trọng lực dồn xuống tảng đá, vậy không chết cũng ném mất nửa cái mạng. Lang Hàn gật đầu, uy lực của hồ nước hắn đã thấy, ngay cả hắn cũng không dám vỗ ngực nói thể phách thần thiết cấp 2 liền có thể vác, dù sao không có tự mình trải nghiệm a. À. Người có cánh không thể trực tiếp bay qua sao? Hắn lại kỳ quái nói, yêu thú bước vào thần cấp có thể hóa thành hình người, có thể cùng nhân loại kết hợp sinh ra đời sau, sinh ra nửa người nửa yêu, có năng lực đặc thù. Tỷ như mọc ra hàm ngư quai, có thể hô hấp ở dưới nước, tỷ như mọc ra hai cánh, có thể ngao du trời cao. Cái này ở thần giới được gọi là bán nhân, có thể đơn giản như thế là tốt rồi. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu, càng lên cao trọng lực lại càng lớn, bằng không người có thể làm thân thể lớn lên, một bước liền vượt qua. Cũng phải, Lăng Hàn gật đầu cười, đối với cường giả thần cấp mà nói, trong khoảng thời gian ngắn phóng to thân thể gấp trăm lần hay thu nhỏ lại gấp trăm lần đều không phải chuyện khó, vậy một bước liền vượt tới, đảo giữa hồ này cũng mất đi ý nghĩa. Chương 987, chiến tích của Triệu Luân. Từ điểm đó mà nói, đây rõ ràng là có người cố ý bố trí như vậy. Hắn suy đoán nói năm đó thật sự có một vị đại năng sáng thế cảnh bày xuống ở đây thủ đoạn sao có lẽ vậy thủy nhạn ngọc gật đầu kia đã là sự tình hơn trăm triệu năm trước hiện tại có ai sống lâu như vậy có thể từ thời đại kia đi tới lại nói một trăm triệu năm trước cũng chỉ là lịch sử xa nhất có thể tìm hiểu có khi bí cảnh này còn tồn tại rất lâu ở trước đó quên đi mặc kệ nơi này là ai làm ta trước tiên đi một chuyến lăng hàn nói cẩn thận thủy nhạn ngọc lại dặn dò một câu nhưng hồ phỉ vân là tự tin nói lang hàn nhất định có thể lang hàn cười ha ha làm dáng muốn đi nắm khuôn mặt của thủy nhạn ngọc nói hiện tại khẩu khí nói chuyện của ngươi càng ngày càng giống vợ ta thủy nhạn ngọc vội vã né tránh suy suy nói miệng chó không mọc được ngà voi lang hàn nhanh chân đi tới đi đến bên cạnh một cây cầu hả là tiểu tử kia hắn vừa xuất hiện nhất thời để vài người nhìn thấy nhất thời có hai người trẻ tuổi cùng nhau đi tới ôm tay ở trước ngực lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, cũng nhận ra bọn họ, trước khi tiến vào bí cảnh Thủy Nhạn Ngọc đã từng giới thiệu. Hai người này, một người tên Diệp Phan Sơn, một người khác tên Thang Hoa, đều là học sinh của Bắc Phân Việt, nhưng không phải phá hư bộ, mà là tiểu cực bộ, xếp hạng còn rất cao, thứ 480 cùng thứ 522. Mặt khác, bọn họ còn có một thân phận là thủ hạ của Bạch Nguyên Tư, mà Bạch Nguyên Tư lại là thủ hạ của Triệu Luân. Nói một cách đơn giản, bọn họ là chó săn của chó săn của triệu luân lang sư đệ con đường này không dễ đi mỗi một tảng đá đều rất trơn lại thêm siêu trọng lực ngươi phải cẩn thận đừng rơi vào trong hồ vậy sẽ rất dễ hòa tan ngươi thang hoa nói nếu như ta là ngươi sẽ bỏ ngay ý nghĩ đi tới diệp văn sơn cũng nói theo lang hàn nhoẻn miệng cười nói không cần sử dụng phép khích tướng ta đã đi ra đương nhiên không có dự định bỏ dở nửa chừng nhưng hai vị sư huynh các người muốn ở nửa đường ra tay với ta tỉ như đẩy ta xuống thềm đá gì đó kha kha vậy ta trước nhắc nhở hai vị sư huynh một câu cẩn thận tự ăn ác quả ngươi hai người diệp Phan sơn đều lộ ra vẻ giận dữ run dế tiểu thế giới này lại dám uy hiếp bọn họ coi mình đột phá sơn hà cảnh liền có thể coi trời bằng vung sao thang hoa cười gằn chút nữa ngươi liền biết ý nghĩ này buồn cười đến cỡ nào hai người không nói nữa chỉ nhìn chằm chằm lăng hàn chỉ cần lăng hàn tiến lên bọn họ sẽ đi theo sau đó đẩy lăng hàn xuống hồ như vậy sau đó bọn họ có thể nói là vì trọng lực trên tảng đá lớn bọn họ đứng không vững cũng rất bình thường lăng hàn tự nhiên biết ý nghĩ của hai người trong lòng chỉ cười gằn nhanh chân về phía trước vù khi hắn đặt chân lên tảng đá đầu tiên đột nhiên cảm thấy thân thể chìm xuống tóc quần áo đều như chúi xuống cái này vốn nên là nhu không sợ lực nhưng hiện tại vẫn xuất hiện biến hóa rõ ràng như thế đủ để chứng minh trọng lực nơi này mạnh Lăng hàn chỉ hơi kích thích nguyên lực bước tiến hầu như không dừng lại bước ra một bước lúc này trọng lực lại mạnh mẽ hơn mấy phần để xương của hắn va chạm phát ra tiếng len keng tảng đá tổng cộng có một trăm khối khối thứ hai liền đạt đến huy năng như vậy vậy phần cuối sẽ kinh người cỡ nào phù phù phía trước lại có người rơi xuống nước liều mãng bơi trở về tự nhiên là vô cùng thê thảm con mẹ nó sao trọng lực biến thái như vậy thật sự có người có thể vượt qua sao có người kêu lên Tại sao không có? Liền nói 10 năm trước đi, Tây phân viện bàng nhạc từng thành công. Đi lên trước nữa, Triệu Luân sư huynh ở mấy trăm năm trước không chỉ thành công, hơn nữa còn lấy hai khối. Cái gì? Hai khối? Không phải nói, lấy ra một lần, sau đó trọng lực sẽ tăng gấp đôi sao? Không sai, vì lẽ đó Triệu Luân sư huynh mạnh mẽ quả thực không cách nào tưởng tượng. T, nguyên bản Triệu Luân sư huynh cường đại đến biến thái, lại luyện hóa hai khối sơn hà thạch siêu trọng lực hiện tại sức chiến đấu sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhắc tới uy danh của Triệu Luân, rất nhiều người đều thất thanh, đây là một nam tử giống như thiên thần, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, quá cao không thể với tới. Kha kha, các người có biết, tam đại thủ hạ của Triệu Sư Huynh, Bạch Nguyên Tư, Tả Tiêu, Phạm Dũng, lúc trước bọn họ cũng từng ở đây đạt được một khối sơn hà thạch. Cái gì, không ít người không biết bí ẩn này, không ai không chấn kinh đến tê cả ra đầu, ngay cả thủ hạ cũng mạnh đến nỗi biến thái như vậy bằng không, bọn họ há có tư cách đi theo Triệu Sư huynh. Cuối cùng, một lão giả tổng kết nói, ở đây đạt được một khối sơn hà thạch vẫn không tính quá khó, mỗi lần luôn có mười mấy người có thể làm được, nhưng đạt được hai khối, gần 500 năm qua chỉ có một người làm được. Đệt, rất nhiều người đều ôm đầu, chẳng trách Triệu Luân có danh xưng thiên tài ngàn năm, so sánh với nhau liền biết rồi, thực lực của hắn xác thực vượt lên thiên tài khác một đoạn dài. Trong lòng Lăng Hàn bình tĩnh, nhưng có một luồng hào khí hiện lên. Triệu Luân có thể ở đây lấy hai khối sơn hà thạch. Vậy hắn sẽ lấy ba khối. Hắn nhấc chân, vững vàng bước ra bước thứ ba. Hai người Diệp Phan Sơn đều không có vội ra tay, bọn họ đang chờ, chờ Lăng Hàn đi càng xa hơn lại ra tay. Vậy Lăng Hàn rơi vào trong hồ thương tích mới sẽ càng nặng, thậm chí còn không bơi tới bờ, xương đã hóa thành nước. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ liền biến sắc, sao ra hỏa này chạy nhanh như vậy, đã chạy qua ba mươi mấy tảng đá. Bọn họ nhìn nhau một cái, không do dự nữa, vội vàng đuổi theo, tốc độ rất nhanh, nói rõ phải va lăng hàn xuống hồ. Nếu Diệp Phan Sơn, thang hoa xếp hạng thứ 480 cùng thứ 522 của Bắc Phân Viện Tiểu Cực Bộ, tự nhiên mỗi người đều là tiểu cực vị đỉnh cao, hơn nữa đều là thiên tài nhất tinh, sức chiến đấu chân thực có thể địch chung cực vị tiền kỳ. Bọn họ trước đã từng thử, cực hạn của mình là 80 bậc, bởi vậy trước đó, tuy bọn họ không thể nói như dẫm trên đất bằng nhưng vẫn còn có chút dư lực làm một ít động tác. Tỷ như va và người vào trong hồ xèo, xèo, bọn họ bay lượn, đá đạp chân phía dưới không coi là nhỏ, đủ để một người ổn lập, nhưng hai người thì có chút chen, ba người tuyệt đối đứng không nổi. chương 988, tự ăn ác quả, bọn họ như một cơn gió thổi qua, lăng hàn cách bọn họ càng ngày càng gần, để bọn họ lộ ra nụ cười gần. Chờ xui xẻo đi, tránh ra, bọn họ đồng thời quát lên, bước ra bước cuối cùng, dồn dập đánh tới lăng hàn. Lăng Hàn tự nhiên đã sớm chờ bọn họ, cũng không quay đầu lại, song quyền cổ động, đồng thời đập về phía mặt của hai người. Hắn cũng không bảo lưu, toàn lực ứng phó, Sơn Hà hiển hóa ra. Phốc, người bên hồ thấy thế, không ai không cười phun ra. Bọn họ gặp Sơn Hà muôn hình muôn vẻ, nhưng nhỏ như thế thì thật là ít thấy. Như Thủy Nhạn Ngọc thì không cách nào tưởng tượng, Lăng Hàn ở phá hư cảnh mạnh như vậy, nhưng tại sao bước vào Sơn Hà cảnh lại không thể tả như thế. Sơn Hà to nhỏ, trực tiếp quyết định cấp độ lực lượng. Muốn chết, hai người Diệp Văn Sơn đều cười gần, chỉ vừa bước vào sơn hà cảnh, lại dám đấu sức với hai người bọn họ, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Bọn họ thậm chí còn thoáng thu hồi mấy phần lực lượng, miễn cho trực tiếp đánh chết Lăng Hàn. Dưới con mắt của mọi người, đánh chết sư đệ của học viện, tội danh này không phải nhỏ đâu. Oanh, oanh, nắm đấm của Lăng Hàn oanh qua, không có chút hồi hộp nào mà bỏ qua cánh tay của hai người, nắm đấm cơ hồ không bị bất luận ảnh hưởng gì, đánh thẳng tới mặt của hai người. Cái gì? Trong nháy mắt như thế hai người làm sao có thời giờ mở miệng nói chuyện nhưng vẻ mặt có thể nói rõ tất cả khiếp sợ còn có hoảng sợ một võ giả mới vừa tiến vào sơn hà cảnh hơn nữa ngưng tụ sơn hà nhỏ như thế sao có khả năng nắm giữ lực lượng đáng sợ như vậy cái ý niệm này vẫn không có dâng lên trên mặt của bọn họ đã trúng một quyền đây giống như bị một thần binh đập một cái bắp thịt trên mặt bọn họ dập dờn như sóng nước sau đó từng cái răng bay ra giống như đạn pháo bắn ra ngoài sau đó thân thể của bọn họ cũng bay lên, xẹt qua một đường vòng cung ở trên bầu trời, oanh oanh. Lọt vào trong hồ, a à, bọn họ lập tức phát ra tiếng kêu thảm, liều mạng bơi về trên bờ. Mắt Trần có thể thấy, da thịt trên người bọn họ đang cấp tốc hòa tan, dù cho toàn lực vận chuyển nguyên lực cũng vô dụng, chỉ có thể thoáng chậm lại một chút, nên hòa tan vẫn sẽ hòa tan. Tất cả mọi người nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này. Đừng nhìn hai người Diệp Phan Sơn ở Bắc Phân Viện xếp hạng thứ 4500, nhưng phải biết rằng, Bắc Phân Viện tiểu cực bộ tổng cộng có bao nhiêu người. Mỗi 20 năm thì có gần 500 người có thể tiến vào Bắc Phân Viện, nhiều nhất 100 năm sẽ tiến vào tiểu cực bộ, mà có thể tiến vào Sích Thiên Học Viện, lẽ nào ngay cả đột phá Sơn Hà Cảnh cũng không làm được. Nói cách khác, những người này toàn bộ đều có thể thẳng tiến tiểu cực bộ. Nhưng bắt đầu từ đây, tiến thêm một bước nữa liền khó, mấy vạn năm mới bước vào trung cực vị là rất bình thường. Xích thiên học viện đương nhiên chỉ lấy thiên tài, 10.000 năm không thể đột phá trung cực vị sẽ bị đuổi ra học viện, coi như giảm giá một chút, mọi người ở tiểu cực vị chỉ có thể lưu lại 5.000 năm, nhưng số lượng cũng vượt qua 10 vạn. Ở trong 10 vạn người có thể xếp hạng thứ mấy trăm, như thế vẫn chưa đủ châu bò. Tương đương một chút, vậy cũng tương đương với mười mấy người đứng đầu của phá hư bộ A. Nhưng Lăng Hàn chỉ ra hai quyền, liền đánh bay hai người, chuyện này. Quá mạnh mẽ đi, then chốt là, Hắn chỉ vừa bước vào sơn hà cảnh, hiện tại đã mạnh như vậy, sau này sẽ ra sao? Có người nói người này leo qua tầng 8, có tiềm chất thiên tài tứ tinh. Thiên tài tứ tinh, hắn vừa tiến vào tiểu cực vị liền nắm giữ sức chiến đấu tương đương với trung cực vị sơ kỳ, không trách mạnh như vậy. Nhưng hai người tham hoa không phải cũng có sức chiến đấu của trung cực vị sơ kỳ sao? Hơn nữa bọn họ vẫn là hai người. Không không không, bọn họ căn bản không biết lang hàn mạnh như vậy, khinh địch không có toàn lực ứng phó, tự nhiên chỉ có thể tự thực ác quả. Thì ra là như vậy, tất cả mọi người gật đầu, thứ nhất lăng hàn xác thực rất mạnh, thứ hai bởi vì hai người thang hoa khinh địch, để bọn họ thở phào nhẹ nhóm, tuy thiên tài tứ tinh rất châu bò, nhưng cuối cùng cũng coi như ở trong phạm vi có thể tiếp thu. Nhưng cũng có ít người lộ ra vẻ suy nghĩ sâu sắc, lăng hàn hiển nhiên là luyện hóa sơn hà thạch mới bước vào thần cảnh, nếu như số hóa tiểu cực vị sơ kỳ đến trung kỳ thành 100 bước, hiện tại hắn nhiều nhất chỉ ở 10 bước đầu tiên. Vậy thời điểm hắn đi tới bước thứ 100, sức chiến đấu có thể mạnh đến trình độ thiên tài ngũ tinh hay không? Không có khả năng lắm, nhưng có thể. Đây mới là địa phương khiến người ta khủng bố, thiên tài ngô tinh, ngẫm lại cũng làm người ta run dày. Lang Hàn xoay người lại, với hắn mà nói đây chỉ là đánh bay hai con con ruồi mà thôi, mục tiêu của hắn không phải hai người này, càng không phải Bạch Nguyên Tư, Phạm Dũng, mà là. Triệu Luân, hắn tiếp tục tiến lên, đi vẫn tương đối ung dung lực lượng của hắn đạt đến trung cực vị tiền kỳ, đây là rất có ưu thế, bởi vì sức chiến đấu của ngươi mạnh hơn lại có tác dụng gì. Muốn đối kháng trọng lực, thủ đoạn tốt nhất tự nhiên là lực lượng. Bởi vì nơi này hạn chế tu vi, nên người có thể sánh ngang lực lượng với lang hàn có thể có mấy cái. Hơn nữa, ngoại trừ lực lượng ra, lang hàn còn có thể phách càng thêm đáng sợ. Dưới trọng lực áp chế, người khác nhất định phải lấy nguyên lực bảo vệ trái tim, đại não cùng bộ phận trọng yếu, bằng không sẽ bị trọng lực chen nát. Nhưng Lăng Hàn không cần, thể phách của hắn là thần thiết cấp 2, vậy làm sao bị thương hắn? Bởi vậy, chỉ cần lực lượng của hắn có thể đối kháng trọng lực liền được. 60 bậc, 80 bậc, 90 bậc, hắn đi rất nhanh, cho đến khi bước vào 90 bậc, tốc độ của hắn mới rốt cục chậm lại, lộ ra vẻ vất vả. Xác thực, mỗi lần chỉ có chừng 10 người có thể lấy đi sơn hà thạch trên đảo, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trên trán Lăng Hàn có mồ hôi lăn xuống, leng keng leng keng, thần cốt của hắn vang vọng, da rẻ cũng có chút rung rung, trọng lực thật đáng sợ, muốn xé rách da rẻ của hắn, muốn chấn hắn thành muôn mãnh. Nhưng Lăng Hàn đi rất kiên định, còn đang đi tới. Mẹ kiếp, cái tên biến thái này, bên hồ có người kinh ngạc thốt lên, mọi người dồn dập gật đầu, chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung. chương 989, Đắc Thủ, bởi vì nơi này có mấy địa phương sẽ sản xuất sơn hà thạch đặc thù, nên dòng người phân tán, tuy ba ngày trước ở đây đã có người đến, nhưng đến nay vẫn chưa có ai lấy được một khối sơn hà thạch trên đảo. Nhưng hiển nhiên, thành tích sắp ra rồi, 95, 96, 97, đừng xem chỉ còn vài bước cuối cùng, nhưng lại là mấy bước khó nhất. 98, 99, Lăng Hàn hơi dừng lại một chút, bước ra bước cuối cùng. Nhất thời, trọng lực khủng bố biến mất, hắn hơi mất khống chế, nhất thời lảo đảo ngã về phía trước vài bước. Cái này tuy gọi là đảo, nhưng lại nhỏ đến đáng thương, chu vi chỉ hai trượng, vô cùng bằng phẳng thật giống như chỉ là một tảng đá lớn lột đỉnh. Mà ở trên đảo này, nằm mười mấy khối sơn hà thạch màu vàng đất. Không thể một lần lấy hai khối, thậm chí nhiều hơn sao. Lăng Hàn cúi mình, nhặt một khối sơn hà thạch, nhất thời, oanh, một lực lượng từ trên đảo sung kích ra, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, rơi xuống trên bờ hồ, đặt mông ngồi chặt chẽ vững vàng. Hắn gãi gãi đầu, ánh mắt lại rơi vào trên đảo, nghĩ thầm lần thứ hai trèo lên, hắn đưa tay bắt một khối, lại lấy hấp huyết nguyên kim cuốn lấy một khối, Đồng thời đắc thủ, có thể được hai khối hay không? Có điều, lập tức có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm lăng hàn. Tuy Sơn Hà Thạch phổ thông mọi người cũng đỏ mắt, nhưng còn không đến mức ở trước mặt nhiều người cướp giật, ai biết cuối cùng bị ai chiếm tiện nghi. Nhưng hiện tại không giống, kia là một khối Sơn Hà Thạch có thuộc tính đặc biệt. Sơn Hà có năng lực đặc biệt, đây là mãi mãi tăng lên sức chiến đấu, có thể để cho thiên tài nhất tinh biến thành thiên tài nhị tinh, thiên tài nhị tinh biến thành thiên tài tam tinh. Đương nhiên số lượng tuyệt đối không phải một khối là được, bất quá không có khối thứ nhất, từ đâu tới khối thứ hai. Ngươi nói, ai có thể khống chế được tham nghiệp, coi như chỉ có một phần trăm cơ hội, vậy cũng phải liều một phen. Coi như ngươi là thiên tài tứ tinh thì đã làm sao, cảnh giới bản thân đặt này đó, chỉ có tiểu cực vị tiền kỳ, vậy sức chiến đấu cực hạn cũng chỉ chung cực vị tiền kỳ, ở đây có rất nhiều người đạt đến cấp bậc này, thậm chí còn có mấy người vượt qua. Giao Sơn Hà Thạch ra, một lão giả dẫn đầu làm khó dễ, bản thân hắn là tiểu cực vị đỉnh cao lại thêm bí pháp tăng sức chiến đấu lên sức chiến đấu của hắn bay thẳng chung cực vị đỉnh cao tự nhận có thể hoàn toàn nghiền ép lăng hàn lăng hàn cũng không nói sơn hà thạch là ta cầm người dựa vào cái gì đến cướp hắn thu sơn hà thạch vào hắc tháp lạnh nhạt nói vậy ngươi cũng phải có bản lãnh này mới được võ đạo giới chỉ nhìn thực lực chỉ có người yếu mới sẽ lấy ngôn ngữ oán giận tiểu tử không nên sai lầm lại có mấy người đi lên đều là nhân vật đời trước hiện tại cũng chỉ có sức chiến đấu trung cực vị đỉnh cao mới có tư cách đi ra tranh cướp. Không có thiên tài ngô tinh, vậy tiểu cực vị đỉnh cao, lại thêm thiên tài tứ tinh ở đây chính là vô địch tuyệt đối. Cao thủ như vậy nhiều đến 22 người, có điều hiện tại chỉ có 7 người đi ra, những người khác đều không có tiến lên, bởi vì 7 người đã được rồi. Mà sau đó, hai mươi mấy người làm sao quyết định khối sơn hà thạch kia mới là trọng điểm. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các vị cần gì phải gấp gáp, các ngươi xem, Ta còn dự định lại đi lấy một khối, nếu không, chờ ta lấy mấy khối ra, mọi người lại cướp A. À. Sát, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, đến cùng ra hỏa này là thông minh hay ngu ngốc, lại nói lời như vậy. Nào có người chê bị cướp không đủ, còn cố ý muốn kiếm lời nhiều một chút, lại để người ta đến cướp. Những lão giả kia nhìn lẫn nhau, đều gật gật đầu, ngược lại Lăng Hàn cũng không đi được, để hắn thử mấy lần thì đã làm sao. Lưu khối sơn hà thạch này lại, người có thể đi lấy khối thứ hai. Không có ai ngăn trở ngươi. Lại có một lão giả đứng dậy, trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Nếu như có thể lấy được một khối sơn hà thạch đặc thù, vậy lần này hắn liền lập công lớn, bản thân hắn không có chỗ tăng lên, nhưng hắn có cháu trai, thiên phú rất tốt, mượn sơn hà thạch siêu trọng lực giúp đỡ, nói không chắc có thể bước vào thiên tài nhị tinh. Lăng Hàn vốn không muốn lãng phí thời gian ở trên người lão gia hỏa này, dù sao dưới tình huống không sử dụng mũi tên cuối cùng, hắn cũng chỉ có sức chiến đấu ngũ tinh nên rất nhiều người muốn đục nước béo cò xem ra hắn nhất định phải lập uy trấn nhiếp lang hàn lấy cung tên ra phát động tiến thức cuối cùng nhắm thẳng vào lão giả kia nhất thời tất cả mọi người đều thấy lạnh cả người chỉ cảm thấy thân thể không nhịn được run rẩy không cách nào ức chế hoảng sợ mũi tên này bắn ra tất kinh động thiên hạ lang hàn mở miệng lạnh nhạt nói tiến thức này ta cũng ra không được mấy lần nhưng ta có thể bảo đảm một mũi tên xuống tất sẽ chết một người các ngươi ai muốn thử một chút, không người nào dám tiếp lời, tuy bọn họ không quá tin tưởng, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mũi tên này thả ra khí thế quá đáng sợ, có uy thế thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Hiện tại, còn có người muốn hiệu lệnh với ta không? Lăng Hàn nhìn mọi người, mũi tên cũng di động theo, mà người bị mũi tên chỉ vào không ai không tuôn mồ hôi lạnh. Tất cả mọi người biết, dù cho mũi tên này của Lăng Hàn thật nắm giữ uy lực vô địch, nhưng tuyệt đối ra không được mấy mũi, nơi này bọn họ có tới hơn 20 cường giả, tuyệt đối có thể trấn áp Lăng Hàn. Nhưng vấn đề là ai muốn hy sinh chứ? Không có ai, mọi người lại không phải một gia tộc, dựa vào cái gì ta liều mạng để ngươi được lợi? Coi như cùng là một gia tộc, vậy cũng có phân chia thân sơ xa gần, trừ khi là con cháu ruột, bằng không ai muốn liều mạng. Một đám lão giả đều chậm rãi lui về phía sau, đây là một tỏ thái độ, bọn họ sẽ không ra tay với Lăng Hàn nữa. Đương nhiên thái độ này có thể duy trì bao lâu lại là chuyện khác, chỉ cần bị bọn họ có cơ hội, bọn họ hiển nhiên sẽ không khách khí. Lăng Hàn cũng thu hồi cung tên, nếu không phải không muốn lộ ra bí mật hắc tháp, hắn căn bản không cần nhìn những người này. Hắn bắt đầu qua sông, nhưng lần này, hắn chỉ bước lên khối đá thứ nhất liền phát hiện trọng lực kinh người, đủ để sánh ngang bậc 80 của lần thứ nhất trái, mà khi hắn đi ra 30 bậc, thì không thể không dừng lại, lui trở về. chương 990, lần thứ hai nếm thử đi lên trước nữa, kết quả của hắn là bị trọng lực đẩy xuống nước. Nhìn thấy Lăng Hàn từ bỏ, có mấy người thở phào nhẹ nhóm, có mấy người thì cười gần. Chỉ có thể đạt được một khối sơn hà thạch, trung quy không thể so với triệu sư huynh. Đó là tự nhiên, triệu sư huynh là thiên kiêu mạnh mẽ nhất ngàn năm qua, tương lai có cơ hội trở thành cường giả tinh thần cảnh, đâu chỉ là ngàn năm khó gặp, mà là trăm vạn năm mới có thể ra một kỳ tài. Phi, chỉ là run dế của tiểu thế giới mà thôi không ít người nói mát đây tự nhiên là bởi vì đỏ mắt thủy nhạn ngọc và hồ phỉ vân đi tới thủy nhạn ngọc nói không nên nản lòng người đã đạt được một khối sơn hà thạch thành tích như vậy đã vô cùng tốt hơn nữa người chỉ vừa bước vào sơn hà cảnh chờ đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao người tuyệt đối sẽ không yếu hơn triệu luân lang hàn khẽ mỉm cười nói hộ pháp cho ta ta luyện hóa mấy khối sơn hà thạch lại đi thử một chút lang hàn cũng không quản thủy nhạn ngọc có đáp ứng hay không trực tiếp lấy ra một khối sơn hà thạch, lấy ra tinh hoa trong đó. Này dĩ nhiên không phải sơn hà thạch đặc thù hắn vừa đạt được, mà lấy được từ tay tổ bảy người kia. Thấy Lăng Hàn ở trước mặt mọi người luyện hóa sơn hà thạch, những người khác thiếu chút nữa bị mù quáng, muốn lên cướp giật. May mắn, bọn họ thấy đây chỉ là một khối sơn hà thạch thông thường, cuối cùng mới nhịn xuống. Sơn hà thạch thông thường chỉ có thể tiết kiệm thời gian tu luyện, tuy rất chân quý, nhưng đối với thiên tài mà nói, bọn họ không thiếu chút thời gian này, chỉ có Sơn Hà Thạch thuộc tính đặc thù mới là trí bảo, có thể đề thăng chiến lược chân chính. Kiêng kỵ chiến lược của Lăng Hàn là một chuyện, mặt khác là bởi vì Hồ Phỉ Vân, đây chính là cửu quận vương. Nghĩ đến loạn tinh nữ hoàng ân sủng cửu vương, ai dám vô lễ với cửu quận vương. Đừng nói người loạn tinh Hoàng Triều không dám động cửu quận vương, dù là người của thiên trụ, bích lạc Hoàng Triều cũng như vậy. Thậm chí ở lúc cửu quận vương gặp phải nguy hiểm còn phải liều mạng cứu giúp, bởi vì ai cũng biết, vạn nhất cửu quận vương chết ở chỗ này, loạn tinh nữ hoàng nhất định sẽ mặt rồng giận dữ không tiếc giết tất cả mọi người ở đây để chôn cùng với cửu quận vương tuyệt không cần hoài nghi loạn tinh nữ hoàng làm được thủy nhạn ngọc không phải người ngu bình thường không có khả năng nhìn thấy hồ phỉ vân hiện tại có cơ hội tốt như vậy tự nhiên tận lực giao hảo với đối phương cửu quận vương quá ngây thơ nào biết nhân gian hiểm ác đáng sợ không nói mấy câu liền trò chuyện với thủy nhạn ngọc thật vui lang hàn tùy tiện ở dưới mí mắt của mọi người tu luyện này theo người khác là điên cuồng lỗ máng nhưng Lăng Hàn lại rất yên tâm bởi vì ai cũng không biết thể phách của hắn đã bước vào thần thiết cấp 2 nơi này ai có thể tổn thương được hắn dù tế xuất thần hỏa cũng phải luyện chừng mấy ngày a à. coi như là độc dược vậy muốn để hắn độc phát cũng không phải sự tình nhất thời bán hội dù sao hoàn cảnh nơi này đặc thù quyết định Lăng hàn cơ hồ là vạn vô nhất thất ở trong tay của hắn Sơn Hà Thạch đang trở nên ảm đạm, mà ngọn núi của hắn thì đang nhanh chóng lớn mạnh trên cảnh giới càng thấp để thăng càng nhanh khi khối sơn hà thạch này ảm đạm vô quang nhẹ nhàng nắm chặt liền thành bột phấn sơn hà cũng lớn lên gấp trăm lần hiện tại rốt cục có chút giống như núi sắp đến tiểu cực vị trung kỳ lang hàn thầm nói nhưng rõ ràng ngọn sơn hà này đã triệt để thành hình kế tiếp sẽ ngưng sông vì sao còn nhỏ như thế nhỉ lẽ nào đây là bởi vì hắn dựa vào sơn hà thạch lên cấp được rồi không nghĩ nữa chỉ cần chiến lực tương đồng là được lang hàn đứng lên một lần nữa qua sông Lần này, hắn một hơi vào tới 60 bậc, tiếp đó tốc độ mới chậm lại, sau khi tu vi tinh tiến, hắn quả nhiên có tiến bộ rõ ràng. Nhưng đi tới 90 bậc, hắn lại thấy lực bất tòng tâm, mạnh mẽ đi về phía trước một bước, nhưng phù phù. Rơi vào trong sông, ha ha ha, có vài người lập tức cười ha hả, hận không thể vỗ tay. Nhưng lập tức, bọn họ liền lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn cư nhiên huy động cánh tay, bơi về đảo nhỏ. Quái vật, tuyệt đối là quái vật không phải là không có người nghĩ tới, ta đã đi qua nửa đường, sao không bơi về phía trước? Trái lại cự ly còn gần chút ít, bởi vì này càng chắc trở là gấp cả trăm lần, bơi về đảo rất đơn giản, trừ hồ nước ăn mòn ra thì không có chút xíu trở lực, nhưng muốn đi về phía trước, vậy trừ hồ nước uy hiếp, còn có trở lực đáng sợ. Trọng lực sẽ thay đổi phương hướng, từ đảo nhỏ đẩy ra, mà ở trong nước lại không có chỗ tiếp sức, vậy dĩ nhiên càng khó có thể đi tới. Có thể nói, bơi lên trước chứ không công bị hồ nước ăn mòn, thì căn bản nửa bước khó tiến. Thế nhưng, tuy Lăng Hàn không có thể tiến tới, nhưng thân thể hắn lại không có hư thối. Này quá kinh người, thể phách gì có thể ngăn cản được hồ nước ăn mòn. Lăng Hàn bơi một lúc, nhưng bất đắc dĩ lui trở về, bơi về bờ lại rất dễ dàng, hắn lập tức liền đến nơi, quần áo trên người đã hóa thành tơ tầm rủ xuống, nhưng ra thịt cả người tản ra thần quang, không bị thương chút nào. Lăng Hàn lấy ra một bộ quần áo mặc vào, có thể chống đỡ hồ nước ăn mòn, không chỉ thể phách cường đại, cũng bởi vì hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, để hắn vạn pháp bất xâm, vậy hủ thực chi thủy lại tính là cái gì? Gì, các ngươi chưa thấy qua ta sao, sao nhãn thần cổ quái như vậy? Lăng Hàn cười nói, hiện tại hai mắt của Thủy Nhạn Ngọc và Hồ Phỉ Vân đều sắp trợn tròn. Làm sao có thể không khiếp sợ, lực ăn mòn của xích hồ là mọi người công nhận, cho dù ai ngã xuống cũng phải lột một lớp da, nhưng Lăng Hàn thật giống như bơi trong nước một vòng, dọa chết người ngay cả mấy lão gia hỏa kia cũng run run thầm nghĩ may là vừa rồi không gây xung đột với lăng hàn thể phách của người này đáng sợ như thế ai có thể tổn thương được hắn lăng hàn lại ngồi xuống lấy ra khối sơn hà thạch thông thường cuối cùng luyện hóa khối này xong hẳn là hắn có thể lên đảo hắn không chút do dự bắt đầu luyện hóa sơn hà thạch gần nửa ngày sau sơn hà thạch trong tay hắn hóa thành bột phấn trong lúc này tự nhiên lại có rất nhiều người đến cũng có người vô vọng rời đi Lăng Hàn bày ra thể phách thật quá đáng sợ, để cho đại đa số người mất đi niềm tưởng. Chương 991, lần thứ hai lên đảo. Bất quá, lần này tới một thiên tài của trụ thiên quốc, tu vi của hắn là tiểu cực vị đỉnh phong, còn là thiên tài tam tinh, sau khi hao hết sức của chín châu hai hổ, đồng dạng thu được một khối sơn hà thạch siêu trọng lực. Bởi vậy, muốn đến đảo nhỏ, trọng yếu không phải chiến lực, chiến lực mạnh hơn hắn có rất nhiều người, nhưng hiện nay chỉ có hắn và Lăng Hàn thành công, có thể thấy lực lượng mới là vương đảo. Người nọ tên Du Hạo, không chỉ thực lực bản thân rất mạnh, bên người lại còn có hai lão giả thủ hộ, chiến lược kinh người không gì sánh được, để chúng nhân không dám vọng động. Trước có hơn 20 lão quái vật như vậy, nhưng không lâu sau gần như đều ly khai, còn lại chỉ có 7, này sẽ không có nắm chắc tất thắng, tự nhiên không dám đơn giản khai chiến. Du Hạo cười ha ha, nhìn quanh tứ phương, có vẻ vô cùng đắc ý. Người nào không biết, có thể lên được đảo mới là lợi hại chân chính, mỗi lần bất quá chỉ chừng 10 người mà thôi căn bản không phải những lão quái vật kia cộng thêm bí thuật có thể làm được. Này là khảo nghiệm lực lượng cực hạn, chúc mừng thiếu chủ, chúc mừng thiếu gia, hai lão bộc đều vui mừng, chúc mừng du hạo. Du hạo cực kỳ tự đắc, nhưng rất nhanh thì lộ ra vẻ kỳ quái, bởi vì có mấy người thấy một màn này mà chấn kinh đến một trường khẩu ngốc, nhưng có rất nhiều người biểu tình bình tĩnh, như căn bản không thấy hành động vĩ đại của hắn vậy. Này là mù sao, hắn nào biết đâu rằng, trước đó Lăng Hàn đã thành công một lần, mặc dù lần thứ hai không có thành công, lại làm người khiếp sợ hơn cả khi thành công. Đúng lúc này, Lăng Hàn đứng lên, hắn rốt cục đạt tới tiểu cực vị trung kỳ, chỉ kém một chút xíu là có thể ngưng hà, mà đây là đường ranh giới của trung kỳ và hậu kỳ. Du Hạo thấy thế, không khỏi cười lạnh, hắn vừa mới lên đảo thành công, ngươi lại muốn học theo, đơn giản là chọc người chê cười, phi, không biết tự lượng sức mình. Nhưng để cho Du Hạo kỳ quái là, thấy Lăng Hàn bắt đầu qua sông, lại có rất nhiều người lộ ra vẻ quan tâm. Gặp quỷ sao? Du Hạo hiện lên đố kỵ mãnh liệt, hắn mới là người thành công lên đảo, vì sao chúng nhân lại quan tâm một người như vậy? Dựa vào, ngay cả tiểu cực vị hậu kỳ cũng không đạt đến, bởi vì chỉ có núi không có sông. Chẳng lẽ là hậu đại của một đại nhân vật sao? Hắn làm người lòng giả có chút hẹp, thấy danh tiếng của mình bị một người chưa tới sơn hà cảnh hậu kỳ đoạt đi, vẻ mặt không khỏi âm trầm. Hắn âm thầm quyết định, chỉ cần lăng hàn trở về, hắn nhất định sẽ hảo hảo dạy đối phương làm người. Ngược lại không phải người bổn quốc, coi như là hậu đại của đại nhân vật thì như thế nào, chỉ cần không ở trước mặt mọi người giết chết là được. Tu vi của Lăng Hàn có đề thăng rất lớn, lúc này tốc độ tự nhiên nhanh hơn, một đường như đạp đất bằng, nhìn mà tất cả mọi người lè lưỡi. Phải biết rằng, đây chính là lần thứ hai Lăng Hàn lên đảo. Không hề kém Triệu Luân, hơn nữa, Triệu Luân hoàn thành hai lần lên đảo là lúc nào. Tiểu cực vị đỉnh phong, trên thực tế, ở đây bất luận kẻ nào cũng sẽ không bị đối đãi khác nhau, mỗi lần lên đảo thừa nhận trọng lực đều giống nhau, bởi vậy tu vi càng cao hiển nhiên càng có lợi, không có lý thuyết cùng dai vô địch gì cả. Lăng Hàn hiển nhiên không có đạt đến tiểu cực vị hậu kỳ, ý vị này hắn còn có không gian tăng lên, hoàn toàn có thể lên đảo lần thứ ba, thậm chí. Lần thứ tư để người kinh khủng, trời à, Lăng Hàn đi tới 10 bậc cuối cùng, rốt cục để hắn cảm thấy áp lực, nhưng hắn vẫn đi ổn định, nhanh chóng vượt qua. 98, 99, 100, hắn lên đảo lần thứ hai. Tất cả mọi người lệch mặt, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại. Đồng dạng là lần thứ hai lên đảo, nhưng Lăng Hàn còn yêu nghiệt hơn Triệu Luân. Tin tức này truyền về mà nói, phỏng trừng toàn bộ Hoàng Đô sẽ kinh động, có thể để Lăng Hàn nhất phi trùng thiên, nhưng cũng có thể để hắn rơi vào vực sâu vạn trường. Lăng Hàn một tay chụp vào sơn hà thạch, một tay vung hấp huyết nguyên kim, muốn lấy một khối khác, lấy thực lực của hắn dĩ nhiên có thể không chế thời gian. Chẳng qua khi tay của hắn và hấp huyết nguyên kim đồng thời chạm đến một khối sơn hà thạch, ba, hấp huyết nguyên kim chợt bắn lên, không thể quấn tảng đá kia. Thình thịch, Lăng Hàn bị đẩy lùi lần thứ hai, chấn bay lên bờ. Tiểu tử này cư nhiên thành công, du hạo lộ ra biểu tình ghen tị, hắn vốn là độc nhất vô nhị, nhưng bây giờ thì sao, có người sánh vai với hắn, phân đi quang huy của hắn. Hắn lòng dạ chật hẹp, lập tức đi tới chỗ Lăng Hàn, vỗ tay nói. Chúc mừng, chúc mừng, ở sau ta ngươi cũng thành công lên đảo. Di, ta nghe nói sau khi có người thành công lên đảo, trong khoảng thời gian ngắn độ khó sẽ rơi chậm lại không ít ha ha nói như vậy người còn là dính quang của ta người này ra mặt dày có chút kinh người cố ý làm thấp người khác để nâng mình lên người sớm ở chỗ này đều cười ha ha bọn họ tận mắt nhìn thấy lăng hàn lên đảo hai lần mà lên đảo lần thứ hai ý vị như thế nào chí ít nghìn năm qua chỉ có một người làm được triệu luân người chỉ lên đảo một lần lại dám nói lăng hàn dính quang của hắn thật khiến người cười rất răng Du hạo lộ ra vẻ buồn bực xấu hổ, lạnh lùng nói. Các người cười cái gì? Có gì buồn cười sao? Ha ha, người trẻ tuổi, người còn không biết đi, ở trước ngươi, vị Lam hàn tiểu hữu này đã thành công lên đảo một lần. Có một vị lão nhân nói, bởi vì mọi người đều là tiểu cực vị, hắn lớn tuổi hơn cũng không dám tự xưng tiền bối. Này là quy củ của võ đạo giới, chỉ lấy thực lực đến luận thế hệ. Phốc, du hạo phun ra, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc. Hắn không tin, Điều này sao có thể, cho là hắn không biết sao, sau khi thành công một lần, lần thứ hai lên đảo độ khó cao đến thái quá, là nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Ở trong gần nghìn năm qua, cũng chỉ có triệu luân làm được. Phải biết, Lăng Hàn ngay cả tiểu cực vị hậu kỳ cũng không có đạt đến, nếu như hết thảy là thật, chẳng phải nói lúc hắn đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong, có khả năng lên đảo lần thứ ba sao. Nói bậy, ngươi nhất định là nói bậy, hắn lắc đầu liên tục, ha ha, càng nhiều người hơn nở nụ cười, tràn đầy trào phúng, kỳ thực nếu không phải bọn họ thấy tận mắt, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng lang Hàn mạnh mẽ như vậy. chương 992, lần thứ ba, bị nhiều người cười nhạo, Du Hạo cuối cùng tin tưởng hắn làm chuyện xấu mặt, sắc mặt không khỏi đỏ bừng. Hắn nhìn lại đảo nhỏ giữa hồ, cắn răng một cái, cũng nhảy ra ngoài, muốn khiêu chiến lần thứ hai. Trước 10 cấp, hắn khó khăn đi tới, nhưng sau đó, mỗi đi một bước đều làm thân hình lay động. Phù phù, hắn rơi vào trong hồ, nhất thời, Hắn phát sinh tiếng kêu thảm thiết, vội vàng bơi lại bờ. Thất bại, bởi vì địa phương thất bại hơi gần, nên rất nhanh hắn đã bơi trở về, thương thế cũng không quá mức nghiêm trọng, nhưng đả kích này lại quá lớn. Hắn không bằng người ta, người ta thấp hơn hắn hai tiểu cảnh giới, lại hoàn thành hai lần lên đảo, so sánh với nhau, cao thấp lập phán. Lăng Hàn chỉ nhìn hắn cười cười, có thể lên đảo một lần, này đã rất không dễ dàng. Hắn thu hồi ánh mắt, nghĩ làm sao mới có thể lên đảo lần ba lấy thực lực của hắn bây giờ. Không được, lần thứ hai lên đảo còn có một chút xíu dư lực, nhưng ở lần thứ ba nhiều nhất chỉ một phần ba đường. Bất quá, hắn còn có hai khối sơn hà thạch, hơn nữa còn có thuộc tính đặc thù, nếu luyện hóa một khối sơn hà thạch siêu trọng lực, có thể đối kháng trọng lực nơi này hay không? Vậy luyện hóa một khối thử xem, Lăng Hàn lấy ra một khối sơn hà thạch thổ hoàng sắc, nắm lấy luyện hóa. Rất nhiều người thấy đỏ mắt, nhưng một là thực lực và thể phách của Lăng Hàn bày ở đó, hai là còn có hồ phỉ vân đứng ở một bên, phần lớn người cũng chỉ ngẫm lại mà không dám hành động. Thiếu ra, đi thôi. Hai lão bộc nói với Du Hạo, bọn họ chính là người mang một khối sơn hà thạch đặc thù, sẽ đưa tới người khác mơ ước, nên sớm rời đi mới tốt. Du Hạo nhìn Lăng Hàn, thật lâu sau mới gật đầu nói. Ân, nếu hắn luyện hóa sơn hà thạch mà nói, khả năng trực tiếp đột phá trung cực vị vô cùng lớn, hậu quả là hắn sẽ bị nhầm vào, bị quy tắc của nơi này đánh giết. Chuyện này không phải là không có người thử qua. lang Hàn lấy ra lực lượng trong sơn hà thạch, ở trong đan điền của hắn, một dòng sông đang từ không tới có, chậm rãi hình thành. Thảo nào sơn hà thạch quý hiếm như thế, hiệu quả còn kinh người hơn bất luận linh đan diệu dược gì, tuy cảnh giới càng cao, tăng lên cần số lượng sơn hà thạch càng nhiều, nhưng tối đa 10 khối thì có thể đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong. May là sơn hà thạch chỉ có thể mạnh mẽ ngưng tụ sơn hà, mà không thể trợ giúp lĩnh ngộ, không thể vượt qua tiểu cảnh giới, bằng không càng sẽ kinh người. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện, trên núi lớn hắn ngưng ra, xuất hiện một văn lộ thổ hoàng sắc, mới đầu rất nhạt, nhưng theo lực lượng trong sơn hà thạch không ngừng tràn vào, đường đạo văn này cũng trở nên thâm trầm. Này là thần văn, như thế nào gọi là thần khí? Ở trên binh khí có khắc thần văn, như vậy chỉ cần kích hoạt, binh khí sẽ phát sinh uy năng đặc thù, xưng là thần khí. Hiện tại, trên sơn hà của Lăng Hàn cư nhiên xuất hiện thần văn, ý vị này là sơn hà của hắn từ một loại ý nghĩa nào đó chính là thần khí thần khí trọng lực, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động là có thể phát động thần văn, từ đó ở trong công kích mang theo hiệu quả trọng lực, để thăng chiến lực. ba Qua nửa ngày, Sơn Hà Thạch trong tay hắn nát bấy. Tiểu cực vị hậu kỳ, không sai biệt lắm đi qua một phần ba. Quả nhiên, cảnh giới càng cao, để thăng cần dùng càng nhiều Sơn Hà Thạch, hơn nữa số lượng hết sức kinh người. Đến đại viên mãn mà nói, đoán chừng phải trên trăm khối mới có thể đề thăng một tiểu cảnh giới nhỏ có nghĩa là cảnh giới nhỏ của tiểu cảnh giới nha các vị lại thử một lần hắn nhìn hòn đảo nói trời ạ à, hắn còn muốn lên đảo lần thứ ba thấy lăng hàn tiến lên tất cả mọi người đều có cảm giác mê muội uy 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 thiệt hay giả có người làm được sao không có tuyệt đối không có tất cả mọi người ngẩng đầu lên tuy người hai lần lên đảo không nhiều lắm nhưng mấy nghìn năm tổng sẽ ra một hai cái gặp phải niên đại năng nhân bối xuất vậy có thể trong trăm năm xuất hiện ba bốn cái thế nhưng chưa từng nghe nói có người có thể lên đảo ba lần có một người đột nhiên như đinh đóng cột nói là ai đại khái ở ba mươi vạn năm trước có một kỳ tài ngút trời tự nhiên không sai chính là tự nhiên nghe nói hắn từng lên đảo ba lần sáng lập một kỳ tích cũng chính là sau lần đó hắn mới chính thức thanh danh quật khởi lại chẳng biết vì sao đột nhiên liền tiêu thất tự nhiên là ai càng nhiều người hơn lại chưa từng nghe nói qua tên này lăng hàn không có để ý người khác nghĩ như thế nào hắn bước lên tảng đá thứ nhất lúc này đây hắn không có vội tiến tới mà vận chuyển thần văn của sơn hà thạch tiến hành đối kháng ông trong cơ thể hắn cũng phóng ra một đạo trọng lực hiệu quả tự nhiên kém nơi đây nhưng đúng là có trung hòa nhất định quả thế lăng hàn âm thầm gật đầu triệu luân có thể hai lần lên đảo chắc là sau lần đầu lên đảo liền luyện hóa sơn hà thạch lấy trọng lực đối kháng trọng lực lúc này mới có thể thành công dĩ nhiên chủ yếu vẫn là thực lực của bản thân đủ mạnh trọng lực thạch chỉ có thể tạo được hiệu quả dệt hoa trên gấm mà không thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lăng Hàn cất bước, bắt đầu tiến tới. Trước 30 bậc, dễ dàng, sau 30 bậc, hắn lộ ra vẻ cật lực, lại sau đó, mỗi tiến thêm một bước hắn đều lung lay. 80 bậc, hắn ngừng lại, mồ hôi trên trán cuồn cuộn, thần cốt cả người tạp 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 rung động. Trời ạ, à, hắn cư nhiên đi qua 80 bậc, phải biết rằng hắn vừa mới đạt tới tiểu cực vị hậu kỳ A. T, 10 năm sau, hắn tuyệt đối có thể ba lần lên đảo. Chúng nhân biểu tình khác nhau, rất nhiều người đều lộ ra hung quang, đây là một thiên tài siêu cấp pi, tuyệt không thể để cho hắn lớn lên. Lăng Hàn không có cậy mạnh, mà lui trở lại, hắn lấy ra khối sơn hà thạch cuối cùng luyện hóa, hạ quyết tâm muốn đào móc bảo tàng trên hòn đảo này. Sau khi luyện hóa khối sơn hà thạch này, Lăng Hàn ở tiểu cực vị hậu kỳ cũng đi ra hai phần ba đường, tốc độ này có thể nói kinh khủng. Chỉ là thiên hải bí cảnh 10 năm mới mở một lần, nhưng người thu được sơn hà thạch ít lại càng ít, căn bản chia không đủ, như hắn một người có thể thu được năm khối, tuyệt đối rất hiếm thấy. Ở trên núi lớn, xuất hiện đạo thần văn thứ hai. Hiệu quả trọng lực tăng lên gấp đôi, Lăng Hàn âm thầm nói, lần đầu đề thăng quả nhiên là lớn nhất, trực tiếp tăng gấp bội, nhưng nếu hình thành đạo thần văn thứ ba mà nói, chỉ tăng lên năm thành uy lực. chương 993, Độc Nhãn Ma Viên, lần này hẳn có thể A, Thủy Nhạn Ngọc nhìn Lăng Hàn gật đầu nói, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ba lần lên đảo, đây là một kỳ tích, Người đàn ông này sẽ sáng tạo kỳ tích sao? Lăng Hàn nhất định có thể làm được. Hồ Phỉ Vân thì tràn đầy tín nhiệm mù quáng với Lăng Hàn, còn đại ác thú kia cũng bị Lăng Hàn giết, đây tính là gì chứ? Lăng Hàn cười cười nói, dĩ nhiên, lần này nhất định thành công. Hắn nếm thử lần thứ hai, thật rất khác nhau, hiện tại hắn có hai thần văn trọng lực, vận chuyển ra có hiệu quả trung hòa rất lớn, hơn nữa tu vi của hắn lại xuất hiện bay vọt, lực lượng tự nhiên cũng tăng nhiều, để hắn cơ hồ là không tốn sức chút nào đi qua 80 bậc. Từ nơi này bắt đầu, tốc độ của hắn liền chậm lại. Hắn lộ ra vẻ cật lực, nhưng vẫn rất nhanh đi tới 90 bậc. Từ nơi này bắt đầu, mới là then chốt, mới là khiêu chiến. 91, 92, 93, tất cả mọi người nhìn chầm chầm, chẳng lẽ sẽ sáng tạo lịch sử. Phải biết rằng, Lăng Hàn còn không có đạt đến tiểu cực vị đỉnh phong, còn có không gian để thăng rất lớn. Nếu như thành công, đây chẳng phải là nói hắn còn có khả năng lên đảo lần thứ tư. T, này quá dọa người. 97, 98, 99, chỉ thiếu chút nữa. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nhảy qua một bước, lên đảo. Lên đảo lần thứ ba, trong khoảng thời gian ngắn, trên mặt rất nhiều người đều lộ ra sát ý lành lạnh, phần lớn đều là người của trụ thiên cùng Bích Lạc Hoàng Triều, thiên tài như vậy rất có khả năng đạt đến tinh thần cảnh, mà cường giả cấp số này, nhiều ít một cái đều sẽ ảnh hưởng thực lực của một Hoàng Triều. Giết, trước khi hắn còn không có cường đại, lúc này Lăng Hàn không có tham, sau khi lấy một khối sơn hà thạch, bị chấn bay trở về. Hắn cũng không khách khí, luyện hóa khối sơn hà thạch này, đẩy mạnh tu vi đến tiếp cận đỉnh phong. Chỉ cần có 4 năm khối sơn hà thạch nữa, ta có thể đạt đến cực hạn của tiểu cực vị. Bất quá, chỉ như vậy, ta không thể đột phá đến trung cực vị, dù sao tất cả đều dựa vào ngoại lực đề thăng lên, bản thân ta không có lĩnh ngộ cảnh giới tương ứng. Sau khi trở về, ta phải tính hạ tâm lai, hảo hảo tìm hiểu cảnh giới. Bất quá, Sơn Hà Thạch là càng nhiều càng tốt, trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn đều có thể sử dụng. Tốt nhất là thuộc tính đặc thù, có thể đề thăng chiến lực. Mặc dù biết không có khả năng thành công, nhưng Lăng Hàn vẫn thử một chút, kết quả tự nhiên thất bại, này kém đến quá xa, hắn chỉ đi ra hơn 10 bậc mà thôi. Xem ra, muốn hoàn thành 4 lần lên đảo, không chỉ phải tu đến cực hạn của tiểu cực vị, còn phải mài cảnh giới kiên cố không gì sánh được. Chỉ 10 năm, ta còn có cơ hội đi vào lần nữa sao? Lăng Hàn thấy không có khả năng, hắn rất có khả năng ở sau khi ra ngoài, sẽ trùng kích chung cực vị, đây không cần tới 10 năm. Vậy lần này, nhất định phải mò đủ, bốn lần lên đảo là không thực tế, Lăng Hàn chỉ có buông tha. Thủy Nhạn Ngọc đã sớm nếm thử, tuy thiên phú của nàng rất cao, nhưng chỉ có thể đi tới hơn 80 bậc, nhìn như chỉ còn lại một chút, kỳ thực là rất xa xôi. Hồ Phỉ Vân ở dưới Lăng Hàn cổ động cũng đi thử, để người mở rộng tầm mắt, nàng dĩ nhiên thành công, lại còn dư lực, để người tấm tắc kêu kỳ lạ. Quả nhiên, có thể được loạn tinh nữ hoàng coi trọng, trở thành một trong cửu vương, hồ phỉ vân tuyệt không phải chỉ là một mỹ nhân ngây thơ. Lăng Hàn lại cổ động nàng thử lần nữa, hồ phỉ vân được hắn cứu một mạng, tự nhiên đối với hắn nói không chút nghi ngờ, bắt đầu nếm thử lần thứ hai. Lần này, nàng có vẻ cật lực hơn rất nhiều, mới đi hơn 60 bậc liền chạy về. Chỉ là nhìn nàng chạy như con thỏ, Lăng Hàn biết nàng còn không có đạt đến cực hạn, chỉ là vì cửu quận vương này căn bản không có tinh thần chịu khổ, gặp phải nan để phản ứng đầu tiên chính là trốn. Lăng Hàn tin tưởng, dù nàng không thể lên đảo hai lần, nhưng đạt tới 90 bậc là hoàn toàn không có vấn đề. Thậm chí khẽ cắn môi, quyết tâm, cũng không phải không thể lên đảo lần hai. Thay đổi bất cứ người nào cũng sẽ phấn đấu quên mình, một là Sơn Hà Thạch đặc thù quá chân quý, thứ hai đây là quang vinh vô thượng, hơn nữa nàng là cửu quận vương, cần lo lắng có người gây bất lợi cho nàng sao. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, thiên phú võ đạo của Hồ Phỉ Vân cao kinh người, lại thiếu khuyết tâm phấn đấu, thời gian tới thành tựu nói không chừng còn kém thủy nhạn ngọc. Đi thôi, Hồ Phỉ Vân lấy được một khối sơn hà thạch đặc thù, sớm đã cảm thấy mỹ mãn, nàng tới đây cũng không phải là nàng muốn rèn luyện gì, hay là muốn sơn hà thạch, mà chỉ là loạn tinh nữ hoàng bảo nàng đến, nàng không muốn tỉ tỉ thất vọng mà thôi. Thật là một cô nương đơn thuần, tính cách như vậy căn bản không nên đi võ đạo. Bọn họ ly khai xích hồ, bước về hỏa diễm quật. Hỏa diễm quật, này ở trong bí cảnh cũng là một địa phương nhất định có Sơn Hà Thạch, hơn nữa còn là thuộc tính đặc thù. Sơn Hà Thạch nơi này có thể để võ giả có thần văn hỏa diễm, trong công kích mang theo thần hỏa oai, cực kỳ thực dụng và uy lực cường đại. Nếu như xích hồ còn có thể để ngươi thong dong khiêu chiến mà nói, như vậy hỏa diễm quật sẽ hung hiểm hơn rất nhiều. Đây quả thực là ma quật, bên trong có một loại yêu thú tên dung nham thú, trời sinh có thể điều khiển thần hỏa, chiến lực siêu việt cảnh giới một tầng chỉ như vậy ngược lại cũng thôi mấu chốt là yêu thú nơi này có con thậm chí đạt tới đại cực vị này quá đáng sợ người vào nơi này căn bản không ai định nổi thấy chỉ có thể trốn còn không nhất định chạy thoát dĩ nhiên yêu thú như vậy chỉ có một con chính là dung nham thú vương bình thường ở chỗ sâu nhất của hỏa diễm quật rất ít ra hoạt động nhưng vạn nhất không may gặp phải ngày nó muốn ra ngoài hoạt động gân cốt vậy thì thảm lang hàn dĩ nhiên muốn đi hắn có hắc tháp cho dù gặp phải dung nham thú vương cũng không sợ hơn nữa Bây giờ thể phách của hắn cường đại cờ nào, tuyệt đối không thể bị đại cực vị miểu sát, lấy năng lực khôi phục của bất diệt thiên kinh, hắn làm sao có thể chết chứ. Ba người so sánh địa đồ, liền xuất phát, hồ phỉ vân căn bản không sao cả, nàng không có tâm tiến thủ, nếu loạn tinh nữ hoàng bảo nàng vào, nàng liền vào, không hơn. Lăng Hàn vừa đi, một bên thể nghiệm hiệu quả trọng lực, dung hợp vào chiến lực của hắn. chương 994, trốn thượng, coi như là ba đạo thần văn, cũng không có biện pháp để chiến lực của ta lại tăng một tinh. Chiến lực càng mạnh, còn muốn đề thăng một tinh sẽ càng khó, đây cơ hồ là đề thăng vài lần thậm chí mấy chục lần mới có thể làm được. Bất quá, thần văn trọng lực dùng rất tốt, có thể sản sinh kỳ hiệu. Cái gọi là thiên tài mấy tinh, kỳ thực cũng không phải tuyệt đối. Tỷ như ta lấy diệt long tinh thần tiễn ngắm bắn một cao thủ tiểu cực vị đại viên mãn, dưới điều kiện đánh lén có chín thành nắm chặt thành công, vậy có thể nói chiến lực của ta vượt qua chín tinh thậm chí 10 tinh sao chỉ có thể tham khảo mà thôi hoa lạp lạp tiền phương có một rừng rậm đột nhiên xuất hiện ba động kịch liệt như sóng nước vậy lăng hàn và thủy nhạn ngọc lập tức ngừng lại nhưng hồ phỉ vân không hề có cảnh giác lại đi về phía trước vài bước phát hiện lăng hàn và thủy nhạn ngọc không theo tới mới dừng bước quay đầu hỏi sao các ngươi không đi hiu 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 trong rừng rậm đột nhiên xông ra ba người đều vô cùng chật vật có một người còn tràn đầy tiên huyết ba người đều liều mạng chạy chạy về phía lăng hàn Lăng Hàn không dám khinh thường, có khả năng ba người này gặp truy sát, nhưng có khả năng là bọn họ đang diễn trò, muốn đánh lén. Ở trong bí cảnh, hết thảy đều phải cẩn thận, bằng không chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Thình thịch, đúng lúc này, một quái vật lớn cũng từ trong rừng rậm chui ra, này là một con cự viên, thân cao chừng 10 trượng, gần như bằng cây cối trong rừng rậm. Toàn thân nó đen thui, như một con khỉ phóng đại, khác biệt duy nhất là nó không có hai mắt, mà trên chắn có một con mắt, chỉ có một con, lớn không gì sánh được, gần như chiếm cứ nửa khuôn mặt. Hô, đại gia hỏa này lấy tay chụp tới người cách nó gần nhất, nó cao 10 trượng, nhưng cánh tay cũng dài đạt 10 trượng, trong nháy mắt liền chụp tới người kia. Cút ngay, người nọ hoảng sợ kêu lên, bạo phát toàn lực chém ra một kiếm. Phốc, cự viên không thèm để ý chút nào, nắm tay giữ rắn chắc, kiếm chém lên tay nó, nhưng chỉ chém dụng mấy cọng lông, nó tiện tay ném đi, ném người nọ vào trong miệng, răng rắc, liền nhai người nọ thành ba chặn đầu cùng hai chân từ bên khóe miệng rớt xuống, tiên huyết tung tóe, nhưng bị đầu lưỡi của cự viên liếm một cái liền nuốt xuống. Đây chính là một võ giả tiểu cực vị đỉnh phong, nhưng lại chết đơn giản như vậy. Độc nhãn ma viên, thủy nhạn ngọc kinh hô, thành niên có thể đạt đến đại cực vị đỉnh phong, tuyệt không thể địch lại được, chạy mau. Trong lúc nói chuyện, cự viên phát lực, lại đuổi kịp một người, cánh tay nắm người nọ, đồng dạng ném vào trong miệng, nuốt sống xuống. Này nhìn mà lăng hàn cũng bay lên hàn khí, tuy hắn cũng ăn yêu thú nhưng tuyệt không giống như vậy quả thực có thể hù chết người nhát gan ta 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 không nhúc nhích được hồ phỉ vân dung giọng nói nàng chính là người nhát gan không có bị dọa tiểu trong quần đã tốt lắm rồi lang hàn lập tức nhìn thủy nhạn ngọc nói ngươi mang theo nàng đi trước ta ngăn một chút không được con ma viên này quá mạnh mẽ ngươi căn bản đỡ không được muốn đi cùng đi thủy nhạn ngọc kiên định nói nữ nhân thực sự là phiền phức nhưng lang hàn không thừa nhận cũng không được trong lòng có chút cảm động, ở trước mặt một con cự viên như vậy, có thể có bao nhiêu người sẽ nói ra cùng đi. Các người thật đúng là ân ái. Hồ Phỉ Vân không hợp thời chen lời nói. a à, tiền phương, người cuối cùng cũng bị cử viên ăn tươi, đại gia hỏa này hiển nhiên không có ăn no, độc nhãn to lớn nhìn ba người lăng hàn, lộ ra vẻ lành lạnh. Đi mau, ba người vội bỏ chạy. Đừng nhìn Hồ Phỉ Vân một bộ chỉ biết cản trở, nhưng thân pháp của nàng mau kinh người, so với lăng hàn và thủy nhạn ngọc còn nhanh hơn một đoạn, cùng nhau chạy liền vượt lên đầu, tiếp đó xa xa vượt lên đầu, rất có tư thế độc bộ tuyệt trần. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, số yêu quái sắp đuổi theo rồi. Hết lần này tới lần khác nàng còn quay đầu dục một bộ tại sao các ngươi chạy chậm như vậy. Oanh, trong mắt độc nhãn ma viên bắn ra một đạo quang trụ, tràn đầy lực phá hoại tính hủy diệt, vào tới lăng hàn và thủy nhạn ngọc. Bởi vì hai người cơ hồ là sóng vai, hơn nữa quang trụ quá lớn, đủ để đánh tới hai người. Lăng hàn quyết định thật nhanh, dưới chân hơi dừng lại một chút, tiếp đó vỗ lên lưng Thủy Nhạn Ngọc một trường, một lực lượng nhu hòa nhưng khổng lồ tuôn ra, để thân hình của Thủy Nhạn Ngọc chợt ra tốc. Nhưng hắn vừa chậm lại, nhất thời bị quang trụ đuổi theo, thình thịch, trong một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung động, bùn đất phóng lên cao. Lấy nơi quang trụ va chạm làm tâm điểm, đại địa sụp đổ, tạo thành một cái hố sâu to lớn. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc kinh hô, trong ánh mắt có nước mắt hiện lên, nàng như thế nào nghĩ đến, Lăng Hàn sẽ ở lúc nguy nan liều mạng cứu nàng. Yên tâm, Lăng Hàn không có chuyện gì, hắn ngay cả đại ác thú cũng giết. Hồ Phỉ Vân cũng ngừng lại, an ủi Thủy Nhạn Ngọc. Nếu nàng biết chân tướng, tự nhiên sẽ không tin tưởng như vậy. Hưu, một nhân ảnh từ trong bụi đất bắn ra, không phải Lăng Hàn thì là ai? Hắn vừa chạy vừa nói, các ngươi ngốc cái gì, chờ bị ma viên ăn sao? Ta nghe nói loài vượn vô cùng háo sắc, cẩn thận bị bắt đi làm áp trại phu nhân, sinh một đống hầu tử. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc nghiến răng nghiến lợi, nàng vừa cảm động lại là thương tâm, lại phẫn nộ, người này không chỉ không có việc gì, lại còn trêu chọc nàng. Chạy mau, Lăng Hàn vội vàng kêu lên, vừa rồi hắn chỉ là trốn vào trong hắc tháp mà thôi, lại không có giết chết cự viên, các người còn có tâm tình nói chuyện trời đất. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, cự viên cũng chạy ra khỏi bụi mù, độc nhãn bắn phá, không khỏi lộ ra kỳ quái vẻ, bị nó đánh trúng một kích, nhân loại nhỏ bé kia lại còn nhảy nhót tưng bừng nó hơi sừng sờ, lại cất bước đuổi theo. Ba người Lăng Hàn tiếp tục chạy, một bên trốn một bên tìm kiếm. Lăng Hàn chỉ vào bên trái, nơi đó có một mảnh loạn thạch, tạo thành địa hình rắc rối phức tạp, mà thân hình của ma viên quá lớn, vừa khéo có thể chơi trốn kiếm, vùng thoát khỏi nó. Bọn họ vội thay đổi tuyến đường chạy tới. Hưu, hưu, độc nhãn của ma viên phát quang, lần thứ hai bắn ra quang trụ hủy diệt, kết quả ở dưới Lăng Hàn bảo vệ, toàn bộ bắn không. Kỳ thực Lăng Hàn rất muốn đập hồ phỉ vân một phát, Nói không chừng có thể triệu hồi loạn tinh nữ hoàng gia, tựa như lần trước giết chết Yêu Lang vậy. Chỉ là, này có thể sử dụng mấy lần là một vấn đề lớn, vạn nhất không linh, Hồ Phỉ Vân sẽ bị hắn hại chết. Chương 995, trốn hạ. Thứ hai, lần trước loạn tinh nữ hoàng không có giết hắn, cũng không có nghĩa là lần thứ hai cũng sẽ như vậy, thiên uy khó dò. Thứ ba, cũng là mấu chốt nhất, Hồ Phỉ Vân chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, làm sao để cho nàng bị bắt? Hoàn hảo bọn họ đúng lúc trốn vào trong loạn thạch. Cự viên quả nhiên bị thân hình to lớn ảnh hưởng, hình thể của nó quá lớn, lại không thể tiến vào thông đạo chật hẹp trong loạn thạch, chỉ có thể không ngừng oanh kích, bất quá, nham thạch nơi này thật đúng là kiên cố, cư nhiên có thể thừa nhận con ma viên này của oanh loạn tạc. Dù như vậy, từng đạo lực lượng dư ba chấn động vẫn để cho Hồ Phỉ Vân và Thủy Nhạn Ngọc không dễ chịu, có cảm giác muốn phun máu. Chỉ có lăng hàn như không có việc gì, công kích của đại cực vị cũng chỉ có trực tiếp đánh lên người của hắn mới có thể thương tổn được hắn, dư ba lại tính là cái gì. Hắn âm thầm suy đoán, xem ra chỉ cần hồ phỉ vân không gặp phải nguy hiểm tánh mạng, loạn tinh nữ hoàng là sẽ không xuất hiện. Ý thức chiến đấu của hồ phỉ vân không mạnh, nhưng chạy trốn lại là hảo thủ, chỉ vào phía trước nói, nơi đó có một sơn động. Lấy nham thạch ở đây kiên cố, chỉ cần bọn họ trốn vào sơn động, cự viên liền không thể làm gì. Độc nhãn ma viên đảo qua, cũng ý thức được tính toán của bọn họ, nhất thời liên tục phát huy trong độc nhãn cuồng bắn quang trụ này tạo thành ảnh hưởng rất lớn chấn đến bọn họ dưới chân lảo đảo đi lang hàn nắm hồ phỉ vân từ phía trước bị chấn bay trở về lại dùng lực ném một cái ném nàng vào trong sơn động sau đó bước ra một bước ôm thủy nhạn ngọc vào trong lòng thể phách của hai nàng không thể so với hắn ăn dư ba trùng kích cũng khó khăn oanh cự viên lao lại muốn bắt lang hàn và thủy nhạn ngọc nghĩ hay lắm lang hàn hừ một tiếng tay trái nhấn một cái, phát động thần văn trọng lực. Ông, bàn tay của cử viên bị ảnh hưởng, thình thịch hạ xuống, cách Lăng Hàn ba thước, kình phong bay lên để quần áo của hắn phật động. Lăng Hàn cũng không kịp buông thủy nhạn ngọc ra, ôm nàng xông vào trong sơn động. Ngang, cử viên phát sinh tiếng hô tức giận, thực lực của nó không biết nghiền ép nhân loại kia gấp bao nhiêu lần, nhưng một đường truy lại cư nhiên một cái cũng không bắt được, để nó tức muốn điên. Nó cố sức mở động khẩu, muốn đào cái sơn động này ra, nhưng man lực của nó lại mất đi hiệu quả, cái sơn động này vững chắc không gì sánh được. Nó nằm xuống, vươn một cánh tay vào trong tìm kiếm. Mau, 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 lăng hàn rút lui, một bên toàn lực vận chuyển thần văn trọng lực, ảnh hưởng cánh tay kia, một bên thúc giục hồ phỉ vân chạy nhanh. Có góc chết, hồ phỉ vân kêu lên, thân hình vội gặp lại, lăng hàn cũng vội chui vào, hắn thủy chung ảnh hưởng cự thủ, bằng không sớm đã bị đuổi kịp. Thình thịch, cự viên lại không biết bọn họ rẻ qua, đầu ngón tay tiếp tục về phía trước, đánh vào thạch bích cuối cùng, nhất thời đau đến nó giống lên. Tảng đá nơi này quá cứng rắn, lúc này nó mới ý thức được đám người lăng hàn quẹo cua, vội uốn lượn đầu ngón tay tìm. Lui nữa, lại lui về phía sau một chút, lăng hàn kêu lên, không được, hết rồi. Hồ phỉ vân ở phía sau kêu lên, lưng của nàng đã dán ở trên tường. Thình thịch, lăng hàn đụng lên người của nàng, tiếp đó dùng sức chen về phía sau. Đầu ngón tay của cử viên đang đào, cách bọn họ chỉ hai xích, có thể rõ ràng nhìn thấy lợi chảo bén nhọn, bị đụng một cái mà nói, vậy ngay cả thể phách của Lăng Hàn cũng sẽ bị thương. Lợi chảo của yêu thú thần cấp vốn có thể sánh ngang với thần thiết cùng cấp, đây cũng là tài liệu chân quý vô cùng, dù sao thần thiết không phải đâu cũng có nha. Đè chết ta rồi, Hồ Phỉ Vân kêu lên, sau lưng Lăng Hàn hoàn toàn dán ở trên ngực của nàng. Cái động này quá hẹp, căn bản không cách nào để cho hai người cùng tồn tại, chỉ có thể người chồng người. Hiện tại Hồ Phỉ Vân ở đáy, Lăng Hàn ở giữa, phía trước là Thủy Nhạn Ngọc, còn bị hắn ôm vào trong lòng. Lưu, Lưu Manh, lúc này Thủy Nhạn Ngọc mới có thời gian mở miệng, cúi đầu mắng, tràn đầy ý xấu hổ. Lăng Hàn sửng sốt một chút, lúc này mới đột nhiên ý thức được tay mình thả ở địa phương không đúng, vừa lúc là đỉnh núi cao vút, ai bảo vừa khéo bị bàn tay của hắn bắt lại, vững vàng. Ách, không chú ý, Lăng Hàn vội buông lỏng tay ra, nhưng sơn động quá hẹp, hắn cũng không có cách nào lùi về, không thể làm gì khác hơn là rời xuống, ấn vào trên bụng của Hồ Phỉ Vân. Không thể đưa lên trước a, à, lẽ nào muốn bị cự viên nắm sao? Thủy Nhạn Ngọc mắc cỡ đến lỗ tai đỏ bừng, cả người mềm nhũn, như muốn hóa thành xuân thủy. Người đàn ông này là khắc tinh của mình sao? Trước thiếu chút nữa bị hắn nhìn tinh quang, bị đối phương cắn một cái lên ngực, hiện tại lại bị ôm vuốt lâu như vậy, quả thực còn muốn quen thuộc chúng nó hơn nàng. Dù sao nàng cũng sẽ không tận lực tự xoa mình lưu manh nàng chỉ có thể trách mắng như thế cũng không thể bị đối phương chiếm tiện nghi không a à. chen chết ta rồi hồ phỉ vân còn đang quái khiếu lăng hàn vẫn chen về phía sau phía sau lại là tường để cho nàng hô hấp chắc trở hoàn hảo hình như con ma viên này không có pháp thuật thu nhỏ bằng không nó muốn vào mà nói vậy thì thật là bắt ba ba trong lọ lăng hàn nói dĩ nhiên nếu con ma viên này thật có thể thu nhỏ đi vào hắn cũng có hắc tháp chỉ là hồ phỉ vân chắc là thu không vào nàng không bị ma viên ăn chính là loạn tinh nữ hoàng ra tay cứu người cự viên đào một lúc lâu mới thu ngón tay về cũng không chờ đám người lăng hàn thở phào nó lại đào lần nữa tựa hồ không bắt được thề không bỏ qua không phải ăn ít ba người sao cần nhớ mãi không quên như thế sao lăng hàn nhả rãnh nói ăn hàng hồ phỉ vân nghĩa tránh từ nghiêm trách mắng một lúc sau cự viên ngừng lại nhưng ba người lăng hàn không dám hoạt động bằng không cự viên lại đột nhiên đào bọn họ chẳng phải xui xẻo sao bất quá lúc này tựa hồ cử viên đã đi hoặc là cố ý tê liệt ba người lại chậm chạp không có động thủ lần nữa trong sơn động một mảnh an tính tuy ở đây rất tối nhưng ba người lăng hàn đều là cường giả thần cảnh nhìn vật trong bóng đêm một chút vấn đề cũng không có lăng hàn có chút xấu hổ bởi vì nguy cơ giảm bớt tâm tư của hắn không khỏi sẽ phân tán phía sau dựa vào một thân thể tuyệt vời mà trong lòng nha đồng dạng là một cái vư vật quyến rũ tận xương chương 996, đồ lưu manh, hết lần này tới lần khác hồ phỉ vân bởi vì không thở nổi, đang không ngừng dẫy ruộa thân thể, để lang hàn chịu dày vò. Không nên khảo nghiệm ý chí của hắn như vậy a à. thân thể của lang hàn hết thảy đều rất bình thường, huống hồ hách liên tầm tuyết ly khai hơn 2 năm, hắn vẫn thủ thân như ngọc, hỏa khí tự nhiên thịnh vượng. Lực khắc chế của hắn rất mạnh, nhưng phản ứng thân thể là một chuyện khác. Mới đầu thủy nhạn ngọc chẳng qua là cảm thấy khó chịu, có cái gì cứng rắn chỉa vào mình nhưng nàng lại không có kinh nghiệm cũng là nữ nhân, rất nhiều chuyện là vô sự tự thông, không cần dạy nha. Nàng phản ứng lại, nhất thời vừa thẹn vừa giận, tên sắc lang này, hỗn đản vô sỉ này, cư nhiên vào lúc này động suy nghĩ ác ý với mình. Đây thật là oan uổng lăng hàn, hắn ở tư tưởng quả thực không có tà niệm, chỉ là mỹ nữ trong ngực, hơn nữa còn là trước sau hai cái, vậy còn không loạn hoặc là thái giám, hoặc là cong cong. Chỉ có chút phản ứng, không có động thủ động cước, vậy đã là lực khắc chế kinh người. Lưu manh, ta muốn giết ngươi. Thủy nhạn ngọc cắn răng nói. Thủy tỷ tỷ, hắn làm gì ngươi? Hồ Phỉ Vân cũng tò mò hỏi. Thủy nhạn ngọc như thế nào không biết xấu hổ nói, chỉ hừ một tiếng. Người này không phải đồ tốt. Hồ Phỉ Vân kỳ quái, lang hàn rất tốt nha, trước cứu nàng, vừa rồi lại phấn đấu quên mình, người tốt như vậy đi đâu tìm. Lang hàn cũng giận, ta lại không làm gì ngươi. Hiện tại tình huống này, hắn cũng chỉ nổi lên chút phản ứng bản năng, ai bảo hắn là nam nhân hắn tiến đến bên tai Thủy Nhạn Ngọc nói, ngươi mắng ta nữa, cẩn thận ta không khách khí với ngươi. Đồ lưu manh, ngươi làm chuyện ác còn không cho phép người khác nói. Ô, Thủy Nhạn Ngọc đang muốn nghiêm trách, ai ngờ lăng hàn cắn vành tai nàng, nhất thời một cảm giác tô tô từ bên tai lan khắp toàn thân, để cho đại não của nàng hư không, hoàn toàn mất hết ý niệm trong đầu. Thình thịch, móng vuốt của cử viên lần thứ hai dò vào, kinh phong mãnh liệt kích động, để cho nàng tỉnh táo lại. Ác tạc, nàng trách mắng, yêu, học được từ mới rồi lang hàn cười ha ha đã bị ngươi mắng thành lưu manh ác tặc ta liền đơn giản lưu manh cho ngươi xem một chút bàn tay của hắn đi xuống nhấn một cái lần thứ hai cầm lấy vật thể đẫy đà kia toàn thân thủy nhạn ngọc cứng ngắc trong nháy mắt đại não đình chỉ vận chuyển phản ứng còn mãnh liệt như vậy lang hàn thì thào nói đối phương đã biết hắn có không gian thần khí như vậy chỉ có hai lựa chọn hoặc là giết nàng hoặc là biến thành người một nhà bảo chứng bí mật sẽ không tiết ra ngoài hắn quyết định chọn thứ hai. Cự viên còn đang tàn sát bừa bãi, hồ phỉ vân thì đầu đầy vụ thủy, nhưng lang hàn và thủy nhạn ngọc đều như ở trên mây, tựa hồ không thấy nguy hiểm, chỉ có cảm giác kích động lưu truyền ở trong thân thể hai người. Cũng không biết qua bao lâu, hai người bọn họ cũng không có phát hiện cự viên đã rất lâu không có trở lại quấy dày, thẳng đến hồ phỉ vân liên tục hô ăn không tiêu, mới để bọn họ giật mình tỉnh lại. Lang hàn nói, ta đi ra xem một chút, các ngươi ở lại chỗ này. Hắn vận chuyển nguyên lực, cả người ba ba rung động, thân thể biến hình, gà thủy nhạn ngọc ra đi tới trước mặt, cẩn thận xuất động. thủy nhạn ngọc cắn môi, không cần soi gương, nàng cũng biết khuôn mặt của mình khẳng định đỏ kinh người, bởi vì nàng cảm giác được từng đợt nhiệt khí như muốn thiêu cháy cả người vậy. mình, mình cư nhiên dễ dàng tha thứ tên kia khinh bạc, hơn nữa còn có chút thích thú, thực sự là quá xấu hổ. ra đi, ma viên đã đi, thanh âm của lang hàn từ bên ngoài truyền tới, hồ phỉ vân đẩy thủy nhạn ngọc một cái lúc này Thủy Nhạn Ngọc mới tỉnh hồn, cất bước tiến tới. Ra khỏi sơn động, nàng vùi đầu rất sâu, căn bản không dám nhìn Lăng Hàn. Thủy tỷ tỷ làm sao vậy? Hồ Phỉ Vân hỏi, ở trong động lâu, cổ mỏi mà thôi. Lăng Hàn thuận miệng nói, Hồ Phỉ Vân cũng không nghi ngờ, vội vàng nói với Thủy Nhạn Ngọc. Thủy tỷ tỷ, có mỏi lắm không? Thủy Nhạn Ngọc ngẩng đầu lên, hung hăng chừng Lăng Hàn, tiếp đó mới nói với Hồ Phỉ Vân. Ta không sao, thật tốt quá, Hồ Phỉ Vân vỗ tay nói. Cử quận vương này thật đúng là thiện lương, chỉ là ở võ đạo giới, còn trong vòng xoáy quyền lực, nàng thiện lương như vậy chỉ chiêu tới tai họa cho mình. Hoàn hảo, có loạn tinh nữ hoàng che gió che mưa, hẳn không ai dám có ý đồ với nàng. Chúng ta tiếp tục tiến tới, bọn họ phán đoán một chút, lại đi về phía hỏa diễm quật. Hai ngày sau, bọn họ dừng lại nghỉ ngơi, Hồ Phỉ Vân được nuông chiều từ bé, căn bản không chịu khổ nổi. Lăng Hàn nổi lửa làm cơm, sau khi tiến nhập bí cảnh Hắn vẫn không có thời gian luyện hóa linh nhục, bằng không tu cửu long phách thể thuật đến thần cảnh, lực lượng của hắn còn có thể đề thăng một đoạn, có hy vọng đạt đến lực lượng phá ngũ tinh. Lôi động cửu thiên, huyền nguyên tam thức đều không có tăng, bởi vì đó chỉ là dùng nguyên lực thôi phát, nhưng uy năng của tiến thức trung cực lại có thể đề thăng một đoạn, có hy vọng để hắn chính diện đánh với thiên tài thất tinh một trận. Ăn cơm xong, bọn họ quyết định nghỉ ngơi và hồi phục 3 canh giờ, khôi phục trạng thái tới điều kiện tốt nhất lại hành động lăng hàn kéo thủy nhạn ngọc đi tới một góc trong rừng từ sau sự kiện trong sơn động bọn họ còn không có nói qua câu nào ngươi đến tột cùng muốn thế nào thủy nhạn ngọc nhìn chằm chằm lăng hàn cái gì thế nào lăng hàn cười nói không nên giả bộ hồ đồ ngươi nhiều lần khinh bạc với ta bảo ta làm sao gặp người nàng có vẻ rất tức giận lăng hàn không khỏi cười nói coi ngươi là thê tử của ta a à? khuôn mặt của thủy nhạn ngọc đỏ lên hai chữ thê tử cho chúng điểm yếu hại của nàng để khí thế của nàng thoáng cái mất hết. Nàng ngẫy gáy ngọc, kiêu ngạo nói, đừng quên, chúng ta chỉ là tình lữ giả mà thôi. Nói giỡn, ta chưa bao giờ làm loại chuyện ngu ngốc ấy. Lăng Hàn cười nói, ngươi là vợ ta, không chạy thoát được, ngươi nghĩ ta sẽ khuất phục sao? Thủy nhạn ngọc có vẻ rất ngoan cường, Lăng Hàn đưa tay về phía trước nhấn một cái, để nàng tựa ở trên một cây đại thụ nói. Ngươi cứ nói đi, khuôn mặt của Thủy Nhạn Ngọc nhịn không được đỏ lên nói. Ngươi lưu manh này, không nên động thủ động cước được không? Lăng Hàn cười hắc hắc nói, ngươi là vợ ta, động thủ động cước với ngươi là trách nhiệm của ta. Chương 997, sinh hầu tử. Thủy Nhạn Ngọc nhịn không được muốn tắt hắn, rõ ràng là chiếm tiện nghi của mình, hết lần này tới lần khác còn nói quang minh chính đại như vậy. Nhưng nàng đánh không lại Lăng Hàn, bị đè ở trên cây giấy không được, hơn nữa cả người phát nhiệt, tựa hồ còn có chút hưởng thụ. Nữ nhân, cười cho đại gia một cái xem, Lăng Hàn nắm lấy cằm của nàng, nâng khuôn mặt tinh xảo quyến rũ của nàng lên lưu manh nàng lẩm bẩm nói lại bị lăng hàn ngậm lấy môi đỏ mọng hôn lên lăng hàn hôn hai tay cũng không ngại không ngừng công thành phạt trại để thân thể mềm mại của thủy nhạn ngọc hoàn toàn luân hãm vào trong khống chế của hắn thật là làm cho người say xưa, sẽ nghiện a à. lăng hàn ghé vào bên tai thủy nhạn ngọc nói đôi mắt đẹp của thủy nhạn ngọc quyến rũ như xuân thủy nàng hung hăng liếc mắt nói ngươi là đế vương của tiểu thế giới khẳng định thê thiết thành đàn ta coi như thê tử thứ mấy của ngươi. Lăng Hàn cố ý vươn tay, một ngón một ngón đếm, nửa ngày cũng không có đếm xong. Này làm cho thủy nhạn ngọc nóng này, tới cùng ngươi có bao nhiêu hậu cung, cư nhiên lâu như vậy còn không có kiểm kê hoàn tất. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng nói, hiện nay chỉ có một, còn có một cái đợi cưới, mặt khác chỉ có ngươi tự mình đưa tới cửa. Dĩ nhiên, Lý Tư Thiền, Lưu Vũ Đồng, trừ toàn nhi hắn sẽ không tính vào. Tuy hắn không phải cao thủ tình trường, nhưng cũng biết ở trên số lượng hồng nhan chi kỷ là càng ít càng tốt hơn nữa thủy nhạn ngọc chỉ hỏi hắn có mấy thê tử vậy hắn trả lời cũng không sai a à, quả thực chỉ có hách liên tầm tuyết thiên phượng thần nữ còn không có tìm được ai tự mình đưa tới cửa thủy nhạn ngọc giơ tay đấm ngực hắn hắc hắc lang hàn lại hôn lên chỉ lấy dung nhan mà nói nàng không kém chưa toàn nhi cùng thiên phượng thần nữ chút nào hơn nữa trời sinh vư vật nếu không kiềm chế rất có thể bị nàng mê hoặc đến trầm luân trong hoàng đô, chỉ có loạn tinh nữ hoàng mới có thể áp nàng một bậc. Đáng tiếc, không ai hái được ánh trăng như nữ hoàng, chỉ có thể ở trên mặt đất ngưỡng vọng mà thôi. Trong lòng lăng hàn dùng mình, tại sao lại nghĩ đến nữ hoàng kia? Lợi hại, thực sự là lợi hại, rõ ràng đã qua thật nhiều ngày, thậm chí không có thấy rõ ràng dấp nhưng ấn tượng phong tình vạn trùng đã thâm nhập cốt tủy của hắn, thường thường sẽ tự mình hiện ra. Mỹ nữ đệ nhất thiên hạ cũng không phải nói một chút mà thôi. Hưu, đúng lúc này, gốc đại thụ bọn họ dựa vào đột nhiên động vài nhánh cây quấn quít lẫn nhau hóa thành một thanh trường mâu chợt đâm về phía hậu tâm của lăng hàn muốn đâm xuyên tim hai người lăng hàn cười hắc hắc nói rốt cục không nhịn được sao hắn nhấn một cái phát động siêu trọng lực ba trường mâu lập tức rơi xuống nặng nề đánh lên mặt đất thủy nhạn ngọc giật mình tỉnh lại vội đẩy lăng hàn ra nói chuyện gì xảy ra không có việc gì lăng hàn đang hôn nghiện lại muốn hôn tới hiu 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 mấy trăm cành cây đồng thời dương động, quất về phía hai người Lăng Hàn. Yêu thụ, Thủy Nhạn Ngọc kinh hô, lúc này nàng mới nhớ lại lời Lăng Hàn nói, không khỏi kinh hô. Người sớm biết này là một bội yêu thụ, Lăng Hàn ngưng hữu quyền, thình thịch, đập vào trên cây khô. Lực lượng bây giờ của hắn quá kinh khủng, một quyền oanh xuống, yêu thụ bị oanh đoạn, có chất lỏng màu xanh biếc phun đầy. Yêu thụ này chỉ là tiểu cực vị mà thôi, đâu thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Dĩ nhiên, bằng không ta không chọn cây khác, lại chọn bụi cây này làm gì chứ? Lăng Hàn cười nói, Thủy Nhạn Ngọc quả thực không nói gì, vốn là một việc rất lãng mạn, người cư nhiên cố ý tìm một bụi yêu thụ làm bối cảnh, thật không biết đầu của nam nhân này chứa cái gì. Chúng ta sinh hầu tử đi, Lăng Hàn nói, vốn là lừa cha nàng, nhưng bụng của nàng lại chậm chạp không lớn lên mà nói, khẳng định lừa gạt không được bao lâu. Chính người đi sinh đi, Thủy Nhạn Ngọc phất tay áo bỏ đi, thực sự là tức chết rồi. Lăng Hàn thở dài, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn chấn áp thủy nhạn ngọc tự nhiên là sự tình dễ dàng nhưng muốn làm cho đối phương nghe lời lại hơi khó khăn a à. hai người trở lại chỉ thấy hồ phỉ vân đã tựa ở bên đống lửa ngủ say bước chân của bọn họ cư nhiên không có làm nàng giật mình tỉnh giấc thật không biết nữ hoàng bệ hạ làm sao yên tâm để cho nàng đi vào thủy nhạn ngọc tràn đầy kỳ quái thầm nghĩ lấy loạn tinh nữ hoàng bảo vệ sủng ái cửu vương làm sao cũng không hiểu nổi lang hàn không có nói ra chuyện hắn thấy người ta có thể triệu hồi ra một tiêu uy năng của loạn tinh nữ hoàng, ở chỗ này mới thật sự là vô địch. Bọn họ cũng nghỉ ngơi một chút, giấc ngủ mới là điều chỉnh tốt nhất, cái gì cũng không thay thế được. Nghỉ ngơi tốt rồi, bọn họ lại xuất phát, lại nửa ngày sau, hỏa diễm quật đã ở trong tầm mắt. Hỏa diễm quật ở trong một ngọn núi lớn, lối vào là một sơn động cực lớn, đại địa bốn phía thì đỏ bừng, mơ hồ có thể thấy dung nham dũng động dưới đất. Không cần đi vào, xa xa liền cảm giác được ôn độ cực nóng, nếu có một trận gió từ vị trí cửa động thổi qua quần áo trên người đều sẽ cháy đen sợi tóc cũng có thể bốc cháy lên thủy nhạn ngọc và hồ phỉ vân đã kích thích nguyên lực hình thành một hộ thuẫn chống đỡ sóng nhiệt chỉ có lăng hàn như không có việc gì nhưng quần áo lại không chịu nổi để hắn cũng phải vội và dương động nguyên lực bằng không hắn sẽ trần như nhộng sau này nhất định phải tìm một bộ áo choàng thần cấp có thể ngăn cản bất kỳ hoàn cảnh ác liệt nào bằng không động một chút là hắn phải đối mặt với cảnh trần chuồng xấu hổ các ngươi ở chỗ này đi Ta một người đi vào. Lang Hàn đề nghị, Hồ Phỉ Vân vội vàng gật đầu, nàng không có chút tâm tiến thủ, bình an không lo lắng là lý tưởng tối cao của nàng. Thủy Nhạn Ngọc lại lắc đầu nói, "Ta muốn đi vào." Thủy Nhạn Ngọc ngoài mềm trong cứng, nàng thoạt nhìn quyến rũ như nước, nhưng khi nào hạ quyết tâm thì tuyệt đối kiên định không thể dao động. Nàng muốn tiến vào hỏa diễm quật, Hồ Phỉ Vân một người tự nhiên không dám đợi ở bên ngoài, kết quả là ba người đồng hành, cùng nhau đi vào trong động quật. Oanh thường thường trên mặt đất sẽ có một đạo hỏa diễm phóng lên cao, tản ra sóng nhiệt kinh người. Này không có quy luật chút nào, không có khả năng trước đó tránh ra, mà nếu như vận khí không tốt, vừa khéo đạp chúng nơi hỏa diễm phun trào mà nói, vậy có thể tránh thì tránh, không thể tránh cũng chỉ có thể dựa vào thực lực của mình ăn. chương 998, Hỏa Diễm Quật, uy lực của hỏa diễm rất bất phàm, như Thủy Nhạn Ngọc ăn một cái khuôn mặt cũng sẽ trắng nhợt, ngược lại là Hồ Phỉ Vân, phản ứng mau kinh người, dưới đất mới có dị động, nàng đã cấp bách nhảy lên, ngay cả lang Hàn cũng cảm thấy không bằng. Bọn họ tiến nhập động quật, ở đây thường thường có thể nghe được tiếng thú hống trầm thấp, ở trong động vang trở lại, rất khó phân biệt ra được là từ chỗ nào truyền tới. Nhìn kỹ, ở đây mỗi một góc đều có thể có sơn hà thạch, bất quá không có thuộc tính hỏa diễm, chỉ có ở chỗ sâu nhất trong động quật mới có thể tìm được. Thủy Nhạn Ngọc nói, tuy nàng tiến vào một lần, nhưng 10 năm trước tu vi quá thấp, nên không có vào hỏa diễm quật chỉ cần là sơn hà thạch liền được, Lăng Hàn ăn ngon ngọt, đây thật là có thể để tu vi của võ giả xuất hiện bay vọt, dù cho tốn vài năm đi vững chắc cảnh giới cũng có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Ngươi cho rằng thứ này có thể tùy chỗ nhặt được sao? Thủy Nhạn ngọc lật một cái liếc mắt, hiện tại tựa hồ nàng có lạc thú tranh cãi với Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, cũng không có đấu khẩu với nàng, một là thân đang ở hiểm địa, thứ hai hắn càng muốn dùng miệng để ngăn chặn đối phương. Cái động quật này rất lớn, độ cao chừng 10 trượng. Đi ở trong có cảm giác trống rỗng, mà trên đất, trên đỉnh đều có thạch trụ xuyên ra, cây cây đỏ đậm, có còn đang chảy dung nham, rất là tráng lệ. Bốn phương thông suốt, có vô số đường nhánh, những đường nhánh này hơi nhỏ một chút, nhưng độ cao cũng tới 2, 3 trượng, vẫn rất kinh người như cũ. Bởi vì nơi này không an toàn giống xích hồ, nên võ giả đến nơi này rất ít, chỉ ít ba người đi rất lâu cũng không có nhìn thấy một bóng người, một nguyên nhân khác là ở đây quá lớn, dù đồng thời đến trên mấy trăm người nhưng vừa phần tán phỏng chừng cũng rất khó gặp gỡ. Phải biết tổng nhân số tiến nhập nơi này bất quá là 2.000 mà thôi. Ba, 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 phía trước có thanh âm quái dị truyền đến, ba người lăng hàn đều lên tinh thần, hồ phỉ vân càng nắm lấy góc áo của Thủy Nhạn Ngọc, một bộ gặp nguy hiểm ngươi tới ngăn cản. Rất nhanh, một cái bóng màu đỏ xuất hiện ở phía trước. Này là một yêu thú rất lớn, bề ngang khoảng nửa trượng, cao thì gần hai trượng, toàn thân đỏ đậm, da giống như nham thạch. Quái vật này xấu xí không gì sánh được, căn bản không có cổ, thân thể như một lập thể sấp xỉ tứ phương trực tiếp gắn lên một cái đầu, bốn chân đã thô lại ngắn, có chút giống như rùa, nhưng không có đuôi. Nó cũng nhìn thấy ba người lang hàn, miệng mở ra, có nước bọt chảy xuống, nhưng nước bọt lại là nham thạch nóng chảy đỏ bừng, vừa rơi xuống đất liền phát sinh âm hưởng suy suy. "Đây là dung nham thú?" Lang hàn hỏi, "Có lẽ vậy." Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, kỳ thực nàng chưa từng thấy tận mắt nhưng ở đây trừ loại yêu thú này ra thì không có yêu thú khác thật xấu hồ phỉ vân nhỏ giọng nói tựa hồ sợ con yêu thú kia nghe được không có việc gì yêu thú nơi này không có khai hóa trí tuệ căn bản nghe không hiểu tiếng người lang hàn cười nói dù có khai hóa trí tuệ cũng phải trước học ngôn ngữ của nhân mới có thể nghe hiểu dĩ nhiên nếu dùng thần thức chuyển ý thì có thể nhảy qua cửa ải ngôn ngữ không thông này hống dung nham thú gầm nhẹ hai mắt lớn như chuông đồng tản ra hung quang thình thịch hình thịch hình thịch, nó động bốn chân vào tới ba người lăng hàn, đừng nhìn chân nó ngắn, nhưng chạy thật không chậm chút nào. Ta đến, Thủy Nhạn Ngọc rút trường kiếm ra, tính cách của nàng háo thắng, trước có nguy hiểm gì đều là lăng hàn khiêng, để cho nàng nín một hơi, hiện tại dung nham thú bất quá là tiểu cực vị hậu kỳ, nàng tự nhiên nóng lòng muốn thử. Phốc, dung nham thú miệng phun liệt diễm, trong nháy mắt đã tăng ôn độ bốn phía lên rất nhiều. Thủy Nhạn Ngọc không có đón đỡ, mà lợi dụng tốc độ vòng ra phía sau, huy kiếm chém tới. Dung nham thú phản ứng có chút chậm, nhất thời bị một kiếm đâm trúng, nhưng phòng ngự của nó lại rất kinh người, một kiếm xuống chỉ có thể đâm vào một thốn, lấy thân thể cao lớn của nó mà nói, cách nơi yếu hại là còn cực xa. Bị đau, còn yêu thú này có chút phát cuồng, trong miệng gào thét, không ngừng công kích về phía thủy nhạn ngọc. Yêu thú nơi này quả thật có chút ngu xuẩn, hoàn toàn là dùng bản năng chiến đấu, bởi vậy rõ ràng ra dày thịt béo, còn có hỏa diễm oai, nhưng lại không chiếm được ưu thế gì, ngược lại bị Thủy Nhạn Ngọc trái một kiếm phải một kiếm chiếm tiện nghi, máu như liệt diễm không ngừng tuôn ra. Đánh thật hay, đánh thật hay, Hồ Phỉ Vân thì góp phần trợ uy thay Thủy Nhạn Ngọc, nhưng không quên núp ở phía sau lăng hàn, thò đầu ra, quơ hai tay. Ngang, đúng lúc này, chỉ thấy lại một con dung nham thú nữa xuất hiện, nó ở phía sau ba người, sau khi phát sinh một tiếng hống, liền cắn về phía Hồ Phỉ Vân. Ai bảo nàng gần nhất chi? Hồ Phỉ Vân thật không thể tả, cư nhiên chỉ ngây ngốc không có phản ứng gì bất quá lăng hàn như vậy nàng, tay phải ngưng quyền đánh ra, cũng không cần kỹ xảo gì, chỉ lấy lực lượng thủ thắng. Thình thịch, lực lượng của hắn bây giờ quá mạnh mẽ, dưới một quyền dù lấy thể phách của dung nham thú cũng khiêng không được, trực tiếp oanh bạo. a à, lúc này Hồ Phỉ Vân mới kinh hô, liên tục vỗ ngực nói. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, lang hàn tìm kiếm, yêu thú đều có linh nhục, dung nham thú này cũng không ngoại lệ, chỉ lớn khoảng ngón út, hơi có chút phiếm hồng, nhưng chủ thể vẫn là bạch sắc, phảng phất như một khối mỹ ngọc, chỉ là nhuộm một tầng đỏ ửng. Thủy tỷ tỷ, nỗ lực lên, Hồ Phỉ Vân lại trợ uy cho Thủy Nhạn Ngọc, đồng dạng là dung nham thú, lang Hàn một quyền đánh chết một con, nhưng Thủy Nhạn Ngọc còn đánh dây dưa, chênh lệch thật quá lớn. Lang Hàn không có nhúng tay, mà ở một bên chờ, này là tôn trọng với Thủy Nhạn Ngọc. Hồi lâu sau, Thủy Nhạn Ngọc cuối cùng giải quyết đầu yêu thú kia, đào ra một khối linh nhục. Nàng lắc đầu nói, yêu thú phía sau giao cho người đi, vì sao, Lăng Hàn cười nói, ta chỉ là đang lãng phí thời giờ của ngươi." Nàng than thở, "Không cần an ủi ta, ta có tự mình hiểu lấy." Lăng Hàn cười cười, mặc dù vư vật này háo thắng, nhưng sẽ không chết sĩ diện, điểm ấy để hắn rất thưởng thức. "Tiếp tục đi." Tổ ba người tiến tới, ở trong động tìm hơn hai canh giờ, giải quyết hơn 10 con dung nham thú, thu hoạch rất nhiều linh nhục, mà thủy nhạn ngọc cũng nhân phẩm đại phát, cư nhiên ở trong một cái khe tìm được một khối sơn hà thạch. Chương 999, mắt mù phía trước chỗ cư trú của dung nham thú vương, mơ hồ có lực áp bách đáng sợ truyền ra rồi. Thủy nhạn ngọc chỉ vào phía trước nói, ngươi thật muốn mạo hiểm sao? Lăng hàn gật đầu nói, ta sẽ không liều mạng, bất quá, đi vào trộm sơn hà thạch sợ rằng sẽ kinh động con đại quái kia, các ngươi ở đây không an toàn, lập tức đi ra ngoài a. À? Thủy nhạn ngọc suy nghĩ một chút mới nói, tốt, chính ngươi cẩn thận, đến khi thủy nhạn ngọc và hồ phỉ vân rời đi. Lăng Hàn mới bắt đầu chăm chú quan sát động quật phía trước, cái động quật này rất lớn, bởi vì có dung nham chảy ở trong mạch nước ngầm, nên nơi đây không âm u, nhưng không sáng sủa đi nơi nào, ở chỗ sâu nhất hắn thấy được một con dung nham thú to lớn. Dung nham thú thông thường chỉ cao một trượt, dài hai trượt, nhưng con này cao năm trượt, dài 10 trượt, da thịt cũng càng đậm, hiện đầy hoa văn kỳ quái. Lúc này nó đang nằm ngủ, miệng mở ra, có nham tương như nước bọt lăn xuống, ba 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 mà rớt ở trên đất. Dung nham thú vương, khí thức của nó cực kỳ cường đại, dù cách xa như vậy vẫn để cho Lăng Hàn có một loại cảm giác lông mau dựng đứng. Đại cực vị hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí bước vào đại viên mãn. Bị Lăng Hàn nhìn chăm chú, con thú vương kia bỗng nhiên có chút kinh giác, mở hai mắt ra, ngấp đầu lên, dùng ánh mắt hoài nghi quét nhìn, nhưng quét nhìn một vòng, nó không phát hiện có cái gì không thích hợp, lại gục đầu xuống ngủ. Hô hô hô, tiếng ngáy như sấm, Lăng Hàn từ trong hắc tháp đi ra, suy tính làm như thế nào cướp đoạt sơn hà thạch. Cường đoạt được không, Lăng Hàn tính toán chiến lực của mình một chút, hiện tại hắn là tiểu cực vị tiếp cận đỉnh phong, lực lượng đạt tới trung cực vị tiếp cận đỉnh phong, lại vận chuyển bí pháp, chiến lực có thể đạt tới trung cực vị đỉnh phong. Còn không có đạt đến đại cực vị, nhưng đối phương lại có thể là tồn tại đại viên mãn, tu ra bốn tòa sơn hà, chỉ ở lực lượng là tuyệt đối nghiền ép. Coi như khí lực của hắn mạnh mẽ, còn có bất diệt thiên kinh có thể khôi phục cực nhanh, nhưng lực lượng chênh lệch quá lớn, cái kia căn bản là không gần được đối phương, một cái tát liền bị quất bay tùy tiện mà lên, chỉ có thể ăn đòn uổng phí. Mấu chốt là, Sơn Hà Thạch ở đâu? Không có lộng tinh tường liền đấu võ, cái kia có ý nghĩa gì? Trong lòng Lăng Hàn hơi động, nếu như hắn tế xuất diệt long tinh thần tiễn thì sao? Tuy con thú vương này có chiến lực cực kỳ đáng sợ, nhưng lười biếng đến giống như không có lòng cảnh giác gì, như một mục tiêu sống. Thử xem, hắn lấy cung tên ra, phát động tiến thức trung cực, đồng thời vận chuyển chân thị chi nhãn, tìm kiếm nhược điểm của con thú vương này. Nhưng dung nham thú vương lại mạnh mẽ đứng lên, nó lười biếng không giả, nhưng mạnh như nó đối với nguy cơ đều có một loại cảm ứng bản năng, người khác động sát ý với nó ở cự ly ngắn cũng có thể cảm ứng được, huống chi là bị mũi tên chỉ vào. Thình thịch oanh, nó lập tức chạy tới cửa động, hoa văn ở trên da thịt phát quang, đan sen thần văn hỏa diễm. Mà khi nó chạy đến cửa động, cũng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, điều này làm cho nó rất buồn bực, rõ ràng cảm ứng được nguy hiểm mãnh liệt, vì sao cái gì cũng không có phát hiện lẽ nào ngày hôm qua chơi quá hăng say với một con tiểu thú không có nghỉ ngơi đủ hôm nay cảm giác thất thường sao nó chậm rãi đi trở về lần nữa nằm xuống ngủ ở trong hắc tháp ánh mắt của lăng hàn cũng lóe sáng dưới thân thú vương nằm là một tảng đá bất đồng cái khác không giống những tảng đá khác đều là xích hồng sắc khối này đen nhánh như điểm lục trong muôn hoa quá rõ ràng mà ở trên nó thì đặt bảy tảng đá xích hồng sắc dù cho cách xa như vậy lăng hàn cũng có thể khẳng định đó chính là Sơn Hà Thạch. Sơn Hà Thạch thuộc tính đặc biệt, nơi đây có uy năng của hỏa diễm. Bây giờ biết Sơn Hà Thạch ở đâu, nhưng làm sao thu lại là một vấn đề lớn. Tiếp tục, Lăng Hàn ra hắc tháp, lần nữa sử dụng cung mũi tên, vận chuyển Diệt Long tinh thần tiễn. Ngang, con thú vương này bị kinh động lần nữa, chạy ra kiểm tra, nhưng tự nhiên là vô công trở về. Lăng Hàn liền cùng đối phương chơi trò cút bắt, sau vài chục lần, con thú vương này quả thực hoài nghi cuộc sống thời điểm lăng hàn tế xuất diệt long tinh thần tiễn lần nữa nó chỉ lười biếng ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không có đứng lên cảm giác nguy cơ lại biến mất thú vương nằm xuống ngủ nó hầu như khẳng định cái này nhất định là ảo giác tuyệt đối là ngày hôm qua chơi quá nhiều một lần hai lần ba lần thú vương phản ứng càng ngày càng hời hợt đến mấy lần sau thì ngay cả đầu cũng lười ngẩn chỉ chấp con mắt một cái ở lúc này lăng hàn phát động một kích chí mạng hưu thần tiễn bắn ra nhanh như thiểm điện Thú vương chợt mở con mắt, lúc phát hiện lưu quang bắn nhanh tới, nó cuối cùng kinh hãi, vội vã bỏ lên, hoa văn phát quang, đan vào thành hỏa diễm. Chỉ là, đã muộn, nếu như ở thời điểm lăng hàn bắn cung nó liền làm ra phản ứng, vậy lấy thực lực cường đại của nó khẳng định có thể làm ra chuẩn bị vạn toàn, không nói khác, chỉ là hoa văn toàn thân nó phát quang, đan vào thành hỏa diễm, nói không chừng tên bắn đến đã bị luyện hóa thành nước thép. Nhưng Diệt Long tinh thần tiễn bắn ra còn muốn tránh, nói giỡn, e là nhật nguyệt cảnh có thể làm được, nhưng tuyệt đối không thể nào là con thú vương này. Phốc, tên đã bắn vào trong ánh mắt của thú vương, ngay cả đuôi tên cũng nhìn không thấy. Ngang, con thú vương này gào lên tức giận, ba, thần văn ở trên mũi tên nổ tung, sinh ra lực phá hoại đáng sợ. Đầu của con thú vương này bị tạc một phần tư, tiên huyết tung tóe, còn có thể chứng kiến mấy khối xương gãy. Nó cũng thực không may, nếu như không mở mắt mà nói, vậy mí mắt chí ít cũng có thể cung cấp một ít bảo hộ, nhưng bây giờ là con mắt trực tiếp thừa nhận tiến oai, thì dù nó là thú vương sơn hà cảnh đại viên mãn thì như thế nào. Nhưng thú vương dù sao cũng là thú vương, ăn một mũi tên như thế cũng không chết, con mắt còn lại theo dõi lăng hàn, rốt cục phát hiện thủ phạm thương tổn mình. Nó giống giận, lay động bốn chân ngắn vào tới, ung um ung, um, nó một cước đạp xuống, liền chấn toàn bộ động quật run nhẹ nhẹ, hoa văn cả người đã hoàn toàn phát quang, đan vào thành thần hỏa, đủ để trong nháy mắt nốt vị võ tiểu cực vị thậm chí trung cực giả thành cho bụi.